Tỷ lệ bình chọn này tương đối là bất ngờ, bởi rõ ràng ở thời điểm hiện tại thì hai đội tuyển vẫn đang thể hiện không quá chênh lệch so với nhau. Và với tỷ lệ bình chọn như thế này, hai đội tuyển này đều có một trận thua, và trận thua đó đều là trước Team Flash. Và với việc mà tỷ lệ bình chọn thấp như thế này thì IGP Gaming đang được đánh giá thấp hơn rất nhiều ở trên trang cao thủ Liên Quân, hoặc nói một cách chính xác hơn thì lượng fan của họ đang chưa nhiều, và có lẽ họ cũng đang rất quyết tâm để có thể cải thiện được tình hình này sau trận đánh với ZD Esports. TV là con bài đầu tiên mà IGP Gaming muốn mang lại trong trận thi đấu này với khả năng hack tiền và hồi sinh của mình. Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ thả Hayate ra dành cho Ara ở ngay trong ván thi đấu đầu tiên này. Và họ quyết định là tước lấy Timmy trong tay của Oppa, vị trợ thủ có thể nói là hợp lý nhất để đi cùng với Hayate của Ara. Và hai con bài mà ZD Esports sẽ lựa chọn trong trận thi đấu này là những con bài gì ở sự lựa chọn đầu tiên? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự lựa chọn đến từ ZD Esports. Và đó là Hayate. Tất nhiên rồi, Hayate được thả ra và không có lý do gì mà ZD Esports không lấy nó cho Ara trong trận thi đấu đầu tiên này. Hayate ngày hôm qua, chính xác hơn là ngày hôm qua hay là ngày hôm kia nhỉ, dưới tay của Henry thì Hayate đã thất bại. Nhưng đó là một trận đánh không có lỗi quá nhiều của Henry, mà lỗi thuộc về Khiên. Như PSFan đã tâm sự, đó là thời điểm đầu trận đấu thì PSFan và Khiên đã bị mất cảnh giác và khiến cho trận thi đấu bị trôi xa khỏi tầm tay của họ. Henry trong trận thi đấu đó đánh tốt, nhưng đánh tốt so sánh với Ara thì tôi tin rằng Ara còn có thể đánh vượt trội con bài này, vì đây vẫn là con bài tủ mà Ara có thể mang lại trong một trận đấu. Với Yena thì chắc chắn là nó sẽ dành cho PSFan, người đội trưởng của ZD Esports. King of Solo Yena đã có cho mình Yena ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Còn bên phía IGP Gaming, ngay lập tức họ lấy cho mình một bộ đôi sử dụng rất tốt phù hiệu thần quang, đó là Violet và Liliana. Một bộ đôi có thể gây ra một lượng sát thương siêu to khổng lồ trong giai đoạn sau của một trận thi đấu. Liliana cho Lạc Lạc, Lạc Lạc có một vài vị tướng tủ và Liliana nằm trong số đó. Liliana và sau đó là Lauren vẫn là những con bài mà Lạc Lạc chơi rất tốt. Ở mùa giải này thì chúng ta chưa nhìn thấy Lạc Lạc cầm Lauren, quẩy Lauren đại phán xét. Nhưng với trận thắng vừa rồi của Fast TV, có lẽ nó cũng sẽ truyền cảm hứng cho Lạc Lạc ở trong những trận thi đấu tiếp theo để thi triển con bài đã từng là một trong những hot pick số 1 ở khu vực đường giữa. ZD Esports lựa chọn cho mình con bài số 3 của mình là Darcy, và nó sẽ dành cho Khiên. Họ cấm đi Nakroth ngay sau khi đã có được cho mình vị trí đi rừng. Khiên có Darcy ở vị trí thứ 3. Có thể thấy là ZD Esports họ luôn tung ra những vị tướng thuận tay nhất của mình ở trong mỗi ván đấu để có thể áp đảo được đối phương ngay từ đầu. Trước khi nhìn thấy Hayate và Yena xuất hiện thì tôi cũng có nghĩ trong đầu rằng nếu tôi là Khiên thì tôi cũng sẽ lấy Darcy ở trong ván thi đấu này, bởi vì đối phương đã lộ trợ thủ từ rất sớm rồi, đó là Timmy, không có khả năng giải hiệu ứng khống chế giống như là Chona, và nó cũng sẽ giúp cho Darcy của Khiên được chơi một cách thuận lợi hơn. Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn đang thấy là Darcy chơi rất tốt ở trong trận thi đấu này, đúng không? Khi mà ba sự lựa chọn của bên phía của IGP Gaming đều không quá khỏe và không có khả năng khắc chế được vào Darcy. Sự lựa chọn thứ tư nó dành cho Akashi. Rất lâu rồi Akashi mới đánh lại Superman, bởi đối phương thường xuyên khóa đi anh ta với Superman. Trận thi đấu này là một trận thi đấu rất có cơ sở với Superman. Bởi thứ nhất đó là kèo đối đầu của anh ta với một tay rất dài, sải tay rất dài đến từ Liliana và sự hỗ trợ đến từ Timmy nữa. Khá khó dành cho những vị tướng pháp sư tay ngắn kiểu dạng Tulen hay là Ras có thể đánh được ở trong trận thi đấu này. Thứ hai nữa đó là về việc nếu như anh ta lựa chọn Ignis thì cái lượng đam phép thuật nó sẽ hơi nhiều. Ignis hoặc Preta chẳng hạn thì lượng đam phép thuật nó sẽ hơi dày với Darcy đi rừng rồi. Và đó là lý do tại sao Akashi quyết định ngay lập tức khóa vào cho mình, đó là Superman, để khiến cho lượng đam sát thương trở nên cân bằng hơn với ZD Esports. Như vậy là ở thời điểm hiện tại thì sát thương của ZD Esports cực kỳ dồi dào. Họ có sát thương chuẩn, họ có sát thương phép mạnh mẽ đến từ Darcy, và có sát thương vật lý đến từ Yena và Superman. Trong khi đó bên phía IGP Gaming thì KA cũng sẽ có cho mình quân bài với 100% tỷ lệ thắng, đó là Richter, và sau đó thì Sun có cho mình Zephyr ở khu vực đi rừng. Như vậy là Dem sẽ là người đảm nhận vai trò Violet ở trong ván thi đấu này. Hoàn thiện đội hình của bên phía ZD Esports sẽ là Alice trong tay của Oppa. Nếu như Bandung không bị khóa lại mà thay thế Alice bằng Bandung thì tôi nghĩ rằng
cái line up này của ZD Sports sẽ là line up mạnh nhất mà họ có thể đưa ra được, là line up thuận tay nhất mà họ có được. Nhưng tôi tin rằng Alice vẫn là ổn. Đã có rất nhiều lần Team Flash cấm vào Alice của Opa, điều đó khẳng định được rằng đây là một trong những chiến thuật mà ZD Sports đã đánh rất nhiều lần với Alice đi trợ thủ. Và với việc mà họ có cho mình Alice nữa thì họ cũng có được cho mình một cái khả năng boost tốc độ cho Superman rất là tốt. Cùng với đó là khả năng bảo kê cho hai AT cũng cực kỳ tuyệt vời. Xét về line up của hai đội tuyển thì cả hai đội tuyển đều chọn cho mình những con bài rất mạnh. Nhưng nếu xét về line up thì tôi đang nghiêng về bên phía của ZD Esports hơn, với những con bài mà họ lựa chọn không chỉ mạnh mà còn thuận tay với những người đang sử dụng nó. Hoàn toàn đồng ý với bình luận viên Thanh Tùng. Đó cũng là những gì mà tôi nghĩ khi nhìn thấy đội hình của ZD Esports được hoàn thiện. Nhưng trong đội hình của IGP Gaming thì họ có hai quả bom nổ chậm, đó là Violet và Liliana. Và thậm chí là ở phiên bản chiến trường 3.0 này với phù hiệu thần quang, với những phép phù hiệu mới, thì hai quả bom nổ chậm này thì thời gian để kích hoạt nó nổ được nó cũng đã giảm bớt lại rất nhiều so với thời kỳ trước rồi. Giảm bớt lại rất nhiều bởi khả năng tăng tiến sức mạnh cũng như là khả năng đánh khỏe ngay từ đầu trận của hai con bài này. Nhưng rõ ràng là bên phía bên kia thì Darcy vẫn đang là một cái nguồn sát thương cũng như là một cái khả năng khống chế rất khó chịu. Với Zephyr phải lao vào, với Violet và Liliana hiện tại đều không có khả năng kháng được cho mình cái cú chói đến từ ma trận thứ nguyên của Darcy, thì Darcy đang là một ngòi nổ rất tốt của bên phía ZD Esports. Và bây giờ tôi đang thấy rằng cái việc lựa chọn trợ thủ sớm lại cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nếu như đối phương chia chọn Darcy. Bởi vì chúng ta đã thấy rất rõ ràng, đến cả một ADC đánh Darcy khác như thế, gặp một Chauna thì vẫn phải tắt điện. Nhưng nếu như đó không phải là Chauna, nếu như không phải là khả năng giải toàn diện, thì có lẽ Darcy sẽ có đất diễn. Và chỉ có một mình Timmy trong tay của Chobit mang thanh tẩy ở trong ván thi đấu này bên phía IGP Gaming mà thôi. Không, không dám cướp. Và sẽ có được cho mình pha phòng thủ của chuẩn xác đến từ ZD Esports. Họ tập trung 3 thành viên ở đây và họ sẽ phòng thủ được mùa dành cho Khiên. Và tiếp đó thì Ara cùng với Opa cũng sẽ ra đường rất nhanh chóng để không bị lỗ về mặt thế lính. Violet trong tay của Dem. Dem cũng là một người chơi đang thi đấu khá tốt và ổn định trong đội hình của IGP Gaming. Nhìn chung thì đội hình của IGP Gaming ở thời điểm hiện tại là một đội hình đồng đều, có chất lượng tốt. Thật ra là tất cả các thành viên ở mức khá trở lên thì đúng hơn. Và trong đội hình của họ thì có những người như KA, có những người luôn biết cách tỏa sáng và tạo nên sự khác biệt. Nhưng vừa nói về KA thì anh ấy đang bị đè đường khá triệt để đến từ VSN khi đã phải biến về ngay từ đầu và sẽ mất đi cho mình ít nhất là một con lính. Có vẻ nó đến từ cái khả năng di chuyển sớm đến từ Akashi đúng không? Khi Akashi đã có mặt rất sớm ở khu đường trên để giúp cho VSN có được cho mình lợi thế. Và sau đó là con chim nữa. Con chim có lẽ nó sẽ thuộc về VSN. Còn KA cũng không mất đi cho mình quá nhiều về mặt đợt lính, thì anh ta cũng đã giải quyết xong cơ lính trước khi lùi về. Darcy của Khiên quyết định là không có mặt ở khu đường trên để rình rập KA, mà anh ta di chuyển một khu vực đường đi vòng để xuống khu vực đường dưới. Anh ta thậm chí cũng không quá quan tâm đến vị trí của Akashi để bảo kê cho Akashi, mà anh ta đang quan tâm trực tiếp đến vị trí của Violet của đối phương, hoặc thậm chí là Chobit. Chobit có thanh tẩy đồng nghĩa với việc có lẽ Khiên sẽ không bắt vào Chobit mà chỉ tập trung và Violet của anh chàng Dem thôi. Trong khi đó thì với việc Khiên đã có mặt ở dưới bản đồ lâu đến như vậy thì Sun cũng đã hoàn thành cho mình xong con dây quỷ và đang tiến xuống với một tốc độ rất cao. Richter của KA là người đi đầu. Anh ta có cho mình giày Hermes băng thẳng vào vị trí của Ara cực kỳ mạnh mẽ. Không kéo dùng ra kịp và sẽ có dòng miễn phí dành cho IGP Gaming. Bên phía của ZD Esports không dám mạo hiểm với con dòng này. Và với việc KA băng xuống quá nhanh và nguy hiểm thì bên phía của ZD Esports thậm chí không kịp kéo con rồng ra. Đây là pha bọc đầu đến từ Akashi để khiến cho PSMan lấy trụ dễ hơn. Nhưng PSMan cũng đã phải lùi về. Và PSMan thì cũng đã lấy đi được một nửa máu trụ đầu tiên ở khu vực đường trên. Và nếu KA tiếp tục di chuyển nhiều như vậy ở những con rồng sau đó thì rất có thể là trụ đầu tiên sẽ thuộc về bên phía ZD Esports. Nhìn chung thì pha di chuyển vừa rồi của KA là có lời, bởi họ chưa mất trụ và họ cũng đã có rồng đầu. Thay vì việc đối phương sẽ là người có rồng đầu thì họ là người có rồng đầu. IGP Gaming đã khá tỉnh táo trong tình huống vừa rồi. Và Sun vẫn đang có một tuổi thơ khá êm đẹp với Zephyr. Và Sun vừa có cho mình được con đường xanh thứ hai. KA cũng đang có mặt ở đây. Trong khi đó thì PSMan vẫn đang là người đẩy đường nhanh hơn. Tụ nguyên trảm KA mất khá nhiều máu nhưng Sun đang lên. Sun tấn công vào PSMan, chưa sử dụng không kích, không kích trượt. Akashi đang lên để hỗ trợ cho PSMan nhưng có lẽ là nó cũng không cần thiết nữa. PSMan
rất an toàn. Anh ta quyết định sử dụng tốc biến ở trong một tình huống mà chỉ đó là một cú không kích của Zephyr thôi. Nhưng nếu như chúng cú không kích đó, có thể anh ta sẽ phải về nhà. Và lựa chọn của anh ta là thà mất tốc biến còn hơn là phải về nhà cuối cùng. Anh ta quyết định sử dụng tốc biến trong một tình huống vừa rồi một cách rất an toàn. Trong khi đó ở khu đường giữa thì Akashi vẫn đang chỉ đánh hòa với đối phương. Anh ta sẽ sử dụng khả năng cơ động của Superman để đi đẩy ở các đường, thay vì việc là quá cố gắng để cấu được đi cho mình một lượng máu đến từ Liliana có xả tay quá dài. TSM vẫn gặp nguy hiểm nhưng anh ta đã chuyển sang dạng tụ tiền trạm, và với dạng tụ tiền trạm này thì anh ta có thể khả năng chống chịu sát thương rất tốt. Đây vẫn là một trong những con bài có khả năng thủ trụ rất dẻo dai mang tên Jena. Kể từ đầu ván đấu đến giờ thì Akashi sau khi dọn dẹp xong những tên lính thì anh ta thường di chuyển vòng từ phía con bùa đỏ để lên khu vực đường trên hỗ trợ cho TSM, và đây đang là một tình huống như vậy. Anh ta sẽ đâm thẳng vào người của KA, nhưng với công thủ toàn diện thì KA cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc bỏ về, nhưng nó sẽ là khoảng trống để cho PSMan có thể di chuyển các khu vực hàng rời. Dạo gần đây thì Khiên rất hay đánh ở một cái thế trận khiên tiểu như thế này, tức là không giao tranh. Anh ta thường di chuyển ở quanh phần nhà mình thay vì di chuyển dọc bờ sông như trước kia. Trước kia thì Khiên rất thích kiểu dịch dập ở khu vực dọc bờ sông để có thể có được cho mình một pha sẵn giao tranh bắt lẻ đối phương, nhưng thông thường là anh ta bị bắt ngược lại. Nhưng bây giờ anh ta đang đánh rất an toàn, thậm chí con rồng anh ta cũng thường xuyên bỏ mặc nó. Richter ở khu đường trên đang gặp nguy hiểm và anh ta có thể sẽ lùi về được chăng? Không, có ba trận thứ nguyên, nhưng đó là tình huống sử dụng công thủ toàn diện rất đúng thời điểm đến từ KA. Nó còn làm choáng được hai thành viên bên phía ZD Sport, nhưng tử thần cũng không thể giúp cho KA thoát khỏi việc mình là chiến công đầu của bên phía ZD Sport. Một tình huống Akashi tốt, Akashi có thể sẽ trúng linh đạn chăng? Không, Akashi đã thoát ra được tầm an toàn và anh ta có thể lùi về. Vì Akashi sử dụng thánh thuật trong tình huống vừa rồi nên anh ta được bút một lượng tốc chạy sau khi dính cú chọc đến từ Zephyr của Sun. Nhìn chung thì ZD Sport vẫn đang có thể nuôi lết những xạ thủ của mình. Và tôi đang tính là Dashi cũng là một xạ thủ, và anh ta cũng và họ cũng có thể nuôi lớn một vị trí, đó là con bài mang tên Alice của Oppa. Alice của Oppa từ nãy đến giờ không di chuyển quá nhiều, và với việc Timmy có mặt trong đội hình của IGP Gaming mà lượng tiền chỉ giãn cách vào con số khoảng 1-200 tiền như này thì IGP Gaming đang thất bại trong việc kiểm soát bản đồ, kiểm soát thế trận. Họ muốn tấn công ngược lại vị trí của PSM Akashi sau đang một di chuyển. Thời gian mà KA đã bị dồn nén Akashi rất lâu. Akashi đang di chuyển, vẫn là lối di chuyển đó của Akashi để hỗ trợ cho người đồng đội của mình. PSM đang cố gắng phòng ngự, Akashi đẩy phải sử dụng chiêu cuối đó là Timmy, và KA tỉnh lại. Sau đó thì không có sau đó nữa, đó là pha tấn công thất bại đến từ các thành viên bên phía của IGP Gaming lên khu vực trên. Nhưng tình huống trách bụi của Akashi có vẻ là sai rồi. Điểm hạ gục đầu tiên và lạc lạc với tốc biến thì anh ta cũng không phải bỏ mạng lại. PSMan cần phải về khu đường trên để có thể phòng ngự được cái trụ. Lạc lạc cũng đã tốc biến và anh ta cũng đã lùi về, đồng nghĩa với cái trụ đường trên sẽ không gặp nguy hiểm. Ở khu đường dưới thì có sự bảo kê đến từ Oppa trong suốt một khoảng thời gian dài của trận thi đấu, trong khi Chomit thì liên tiếp di chuyển. Nó tạo điều kiện cho Ara đang lấn lướt hơn rất nhiều so với xạ thủ của IGP Gaming. Nhìn chung thì IGP Gaming vẫn đang là đội thua thiệt hơn về mặt thế trận, bởi những gì mà bên phía của ZD Esports làm tôi cảm tưởng đây đang là bài đánh của họ. Với việc mà Akashi hỗ trợ ở khu vực đường trên, chỉ có một chút rủi ro dành cho anh chàng này khi anh chàng này quá tham và phải nằm xuống thôi. Còn lại thì cái trụ đường trên đã được thủ rất vững vàng, trong khi cái trụ đường dưới đã được lấy bởi Ara. Đúng là như vậy, nếu Akashi không quá tham trong tình huống đó thì sẽ là hoàn hảo hơn rất nhiều với thế trận kiểm soát mà ZD Sport đang muốn có trước IGP Gaming ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Thời điểm này thì họ hơn đối phương khoảng 300 tiền, và với nội tại vàng cũng vãi tới thì đó là một lượng tiền ổn đối với ZD Sport, và thậm chí là những cái trụ ngoài ở khu vực đường giữa và ở khu vực đường trên. Bây giờ sẽ là khu vực trụ ở khu vực đường giữa, khu vực đường trên cũng chỉ còn lại một chút máu nữa mà thôi. Dạo gần đây thì ZD Sport rất chịu khó về việc đổi đường. Họ luôn luôn có mặt xạ thủ ở đường mà họ muốn lấy, và họ lấy rất là dễ dàng với Ara. Và với khả năng đổi đường linh hoạt đến như vậy thì họ vẫn đang có được cho mình hai trụ dẫn trước so với IGP Gaming ở trong trận thiếu này. Và thế trận về mặt lượng tiền đã vươn lên dẫn trước dành cho ZD Sport. Không thể có bất ngờ nào đến từ cho Bixi khi mà con rồng thứ 3 của ván thi đấu này nó đã là con rồng đầu tiên mà bên phía ZD Sport có được rồi. Với cái linh đạn này thì Akashi sẽ phải chịu khó mất đi một con lính nhờ khi mà tiến vào trụ. Tôi thấy Akashi muốn quay trở lại với chiêu 2 và tình huống đó hình như anh ta muốn hít kinh nghiệm của con lính đó thì phải. Đây là pha phòng thủ trụ đến từ KA và anh ta gặp khá nhiều khó khăn bởi đó là khả năng vòng sau đến từ cả PSMan và Akashi. Cái trụ đó thì KA có thể giữ được nhưng anh ta sẽ bị chôn chân ở trên khu vực đường đó một khoảng thời gian. Anh ta đang bị đẩy bởi Akashi đã có cú đẩy đầu tiên. Và lạc lạc bị dính ma trận thứ nguyên. Sau đó thì cho biết tới ở đường trên thì KA đã không thể trụ được nữa rồi. Và cái trụ thì cũng đi luôn.
ZA Sports đang kiểm soát bản đồ một cách tốt hơn rất nhiều so với ICP Gaming. Họ đang kiểm soát bản đồ rất tốt với khả năng cơ động. Họ đã tránh giao tranh ở thời điểm đầu trận. Đến thời điểm họ mạnh hơn thì họ thường xuyên áp dụng cái khả năng cơ động của mình, khả năng di chuyển với số đông của mình để lấy đi cho mình từng mục tiêu một. Khiên đang đánh rất khiêm nhường so với Khiên mà tôi từng thấy. Anh ta di chuyển không quá cao và trong những tình huống như thế thì anh ta không gặp nguy hiểm. Và những người đồng đội còn lại của anh ta thì di chuyển tốt, có được cho mình tầm nhìn, có được cho mình cái khả năng gọi là né sát thương. Nhưng đây là pha di chuyển tương đối mạo hiểm của Ara. Những cái cách mà anh ta lùi về thì cực kỳ dứt khoát. Ara vẫn thường đánh như vậy, anh ta đứng lên cao để chủ động cấu máu vào người của đối phương, sau đó giật về. Và 2AT là vị tướng tuyệt vời nhất với phong cách này của Ara. Và đó là lý do vì sao mà ở thời điểm hiện tại, nói không qua thì Ara đang là best 2AT thế giới. Và đây là Akashi, người chơi cũng rất chịu khó di chuyển ở trong trận thiếu này. Anh ta thường xuyên né giao tranh ở khu vực giữa mà để cái khả năng bào trụ dành cho Khiên và Ara. Anh ta di chuyển rộng, trong những lần di chuyển đó thì anh ta đã có thể tạo bất ngờ với một pha vòng sau đẩy 4 thành viên của đối phương. Nếu đó là một tình huống mà Akashi có cho mình cái tốc hành, tôi tin rằng Akashi có thể đẩy được cho mình đến 3-4 cú liên tiếp nếu như anh ta thực sự tỉnh táo. Khởi động tà thần Seiza hay là một câu nhử các thành viên bên phía IGP Gaming đây? Có lẽ là ZA Sports muốn câu IGP Gaming ra đây hơn, khi mà Khiên cũng chỉ thường xuyên đặt ra một lập phương thứ nguyên để cấu rỉa máu vào con tà thần Seiza mà thôi. Akashi đang có mặt ở đây một mình. Việc Akashi thường xuyên di chuyển, nó khiến cho anh ta sở hữu một lượng tiền không phải dồi dào, nhưng những lượng tài nguyên ở khu vực đứng giữa lại được nhường lại cho Khiên một cách tương đối nhiều. Và ở thời điểm hiện tại, Khiên đang là người sở hữu một con bùa vô cùng vượt trội. Nó dành cho PSFan, đó là con bùa đỏ của bên phía ICP Gaming. Tôi đang cảm tưởng trận thi đấu này ICP Gaming đang không có sự kết hợp tốt giữa người trên đi rừng và người trên trợ thủ của họ. Rõ ràng trợ thủ của họ là con bài Timmy di chuyển rất nhiều, bỏ mặc Violet rất nhiều, nhưng tôi đang không thấy có một sự liên kết nào giữa Sun và Chobit ở trong trận thi đấu này cả. Lạc Lạc cũng chỉ di chuyển theo những người đồng đội của mình, chứ cũng chưa có được cho mình một cái hướng đi nào nó thực sự sáng cả. Trong khi đó thì ZA Sports liên tiếp đổi đường, liên tiếp lấy mục tiêu. Họ vừa cướp bùa đỏ của đối phương, sau đó là cướp bùa xanh của đối phương. Họ đang thực sự kiểm soát được thế trận của trận thi đấu này, mặc dù lượng tiền chênh lệch là không lớn. Mọi thứ đang đi theo rất đúng ý đồ mà ZA Sports mong muốn khi mà KA ngòi nổ của bên phía IGP Gaming có một tuổi thơ vô cùng cơ cực, và việc đó sẽ khiến cho ngòi nổ này thật khó để có thể kích hoạt được hai quả bom nổ chậm, đó là Liliana và Violet ở trong giai đoạn sau. Và đặc biệt đó là khi mà Darcy đang lớn lên quá nhanh, 8.400 tiền và có được cho mình đó là một món đồ rừng, 1 triệu bùng nổ, một phương miện hay kết, và sau đó là một cái đồ giảm xuyên giáp phép thì đúng hơn. Ara vừa băng vào và anh ta mất đi cho mình nửa đường máu. Đó là những phát bắn đến từ đen cũng đã rất thấm đến từ Violet rồi, nhưng Khiên bây giờ mới là người có thể tạo ra một lượng sát thương lớn nhất ở trên bản đồ và vẫn đang nhấp nhả. Sau khi có được hoàn toàn dàn trụ ngoài của bên phía IGP Gaming thì ZA Sports dường như họ lại đang gặp phải một chút trục trặc trong việc triển khai tiếp tế trận của mình. ZA Ara hoạt về một cách ngoạn mục, nhưng Chobit và Dem vẫn chưa muốn tha. Khiên tới và Akashi bọc đầu. Akashi đẩy được một người, đó chính là người quan trọng nhất, đó là Dem. Nhưng Akashi tạm thời phải chậm lại, tiếp tục đẩy đến từ Akashi. Phía này thì Khiên đã bị hạ gục bởi Sun, nhưng ZA Sports dường như là đang có một lượng máu tốt hơn khi mà PSMan tới. KA hạ gục Oppa, PSMan cũng hạ gục đi trợ thủ của bên phía IGP Gaming. Mỗi bên còn 3 người ở trên bản đồ, nhưng ZA Sports là những người lợi hơn về lượng máu. Lạc đã phải nằm lại dưới sức sát thương của PSMan. Anh ta có phương biện, có Hecarim thịnh nộ và anh ta sẽ lùi về được trong tình huống này. Vừa rồi là một cú không kích đầu tiên mà tôi nhìn thấy Sun sử dụng nó một cách cực kỳ quyết đoán và cũng cực kỳ chính xác. Nhưng rất đáng tiếc sau đó thì Khiên và Akashi đến quá kịp thời. Đây là pha giao tranh tiếp theo của PSFan cùng Akashi. Ara đúng hơn là người có lời. Và bộ đôi này sẽ hạ gục đi bộ đôi của bên phía ICP Gaming. Mặc dù PSFan cũng phải nằm lại, nhưng nó cũng là rất thành công khi mà Ara sẽ có khoảng trống để lấy đi cái trụ thứ hai ở khu vực đường trên này. Ara vẫn đang rất xanh ở trong trận thiếu này. Anh ta vừa có được cho mình con bùa xanh. Akashi cũng vậy, nhưng cú vòng sau của Akashi và khả năng anh ta được đến sau là cực kỳ có lợi. Trong một tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Ara vẫn được cứu sống và anh ta vẫn là người bất tử trong trận thiếu này. Một nỗ lực rất lớn đến từ Sam nhưng anh ta không thành công. Sau đó Ara quay trở lại và còn lợi hại gấp đôi. Và ở thời điểm hiện tại thì bên phía của ICP Gaming vẫn đang gặp bất lợi trong trận thiếu này, mặc dù lượng tiền thua thiệt là không lớn. Thực ra ICP Gaming vẫn đánh được bởi họ vẫn có những con bài mạnh ở thời điểm cuối trận.
nhưng họ cần phải đi trước được ZA Sport một bước, bởi vì hiện tại ZA Sport đang là người nhanh hơn. Dem thì vẫn vậy, vẫn có khả năng giữ cho mình được vị trí rất tốt và khả năng farm tiền cũng rất hay, mặc dù đã bị cho biết bỏ mặc khá nhiều trong giai đoạn đầu của trận đấu. Nhưng KA key player của bên phía ICP Gaming thì đang có một trận đấu rất yếu, và Richter mà yếu ở trong giai đoạn đầu thì giai đoạn sau cũng rất khó để chơi, rất khó để xả được một sát thương tốt, bởi đơn giản là anh ta không có được cho mình trang bị để có thể kết thúc được một mục tiêu nào đó. KA đang có được cho mình chỉ là hai mục tiêu, là hai trang bị lớn, sau đó anh ta ngay lập tức phải lên cho mình huân chương Choi chứ không phải là kiếm Vanir. Còn với Dem thì anh ta đã có được cho mình trang bị thứ năm, đó là trang bị rất chất lượng mang tên là Nanh Vanir. Có lẽ chỉ còn giáp hộ mệnh nữa thôi thì Dem cũng sẽ hoàn thành lượng đồ của mình. KA đang muốn giải quyết con rồng tiên phong được thả ra ở khu vực dưới cho bên phía ZA Sport, và Akashi cùng KA không thể làm gì được nhau. Nhưng PSman tới có thể sẽ là một câu chuyện khác. PSman băng thẳng vào trụ nhưng KA có thể rút về con bùa đỏ của bên phía ICP Gaming, nó có lẽ sẽ được nhường cho ARA. Không và như vậy là nó không nằm dưới chân của ARA, là cái trụ thứ hai của đường rồng nó tiếp tục dành cho ZA Sport. Họ sẽ tiến vào cùng với con rồng tiên phong đang có sự bảo kê đến từ Khiên và ARA. Năm thành viên của ZA Sport đã tụ hợp ở phút này, và cho biết đang lấy thân mình ra để có bước đỡ đi lượng sát thương rất lớn, và anh ta đã phải mất đi chu cuối rồi. Oppa cũng còn không quá nhiều máu, nhưng với bùa lợi của tà thần Seiza thì anh ta có khả năng hồi phục tốt hơn so với đối thủ của mình. Wow. Đợt phòng ngự này thì ICP Gaming tạm thời là làm tốt khi mà dòng tiên phong mất đi và chưa có trụ bậc thêm nào. Nhưng ZA Sport đang rất quyết tâm với đường lính siêu cấp đầu tiên mà họ muốn lấy. Lại một lần nữa cho biết khi regen ra, anh ta lại là người đi đầu, sau đó lập phương thứ nguyên của Kiên không chính xác lắm và vẫn tiếp tục phòng ngự được đến từ phía của ICP Gaming. Phòng ngự được trong tình huống vừa rồi, nhưng rõ ràng là ZA Sport cũng không quá tham lam để lấy đi cái trụ này. Ngay lập tức sau khi thấy đối phương vùng lên thì ZA Sport quyết định lùi ra xa, không quá cố chấp để lấy được gì mình cái trụ đó. Đây là KA gặp quá nhiều khó khăn trong tình huống này, và KA sẽ phải nằm lại một tình huống mà anh ta không có tầm nhìn, không biết các thành viên bên phía ZA Sport đang có mặt ở đó. Còn cho biết thì đang cô đơn dưới vòng vây của thành viên bên phía của ZA Sport. Lần này thì anh ta không thể sử dụng chiêu cuối được nữa, bởi vì đó là một chiêu cuối rất tốt đến từ Oppa, và tất cả các thành viên bên phía của ICP Gaming sẽ phải nằm xuống trong pha này. Đó là một pha dính bất hay, và có Penta không, quát kill rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tình huống cuối cùng, và đó là mạng hạ gục dành cho PSVN. Không có Pentakill dành cho ARA ở trong tình huống mà rõ ràng là ICP Gaming đã hơi chủ quan. Thật ra nó đúng hơn là họ đang nghĩ rằng nếu họ mất thêm một dòng bạo chúa thì họ sẽ không còn gì của trận thiếu này nữa. Nhưng có lẽ thà mất dòng bạo chúa còn hơn là mất đi cả năm thành viên như thế này. Cho biết không có cho mình phát triển thực kỳ trong tình huống cuối cùng, và với việc mà họ vùng lên nhưng lại không nhất quán về mặt di chuyển, chỉ có KA đi trước và các thành viên sau không theo kịp, khiến cho họ mất đi từng người một. Và sau khi mà Akashi xuất hiện thì dấu chấm hết dành cho ICP Gaming trong trận thiếu đầu tiên. PSman cười rất tươi, nhưng người ta đến khu vực đường giữa thì làm gì cho đối phương để đối phương có thể lấy được cái mạng của anh ta. Đúng là ZA Sport đã có một ván thi đấu bài bản, nhưng tôi đang muốn nói là về việc họ lựa chọn thời điểm để giao tranh ở không chỉ ở trong ván thi đấu vừa rồi mà ở trong mùa giải năm nay. Tôi cảm thấy nó có những sự dứt toàn khoát tính. và nó có những sự chuẩn xác tương đối cao. Pha giao tranh cuối cùng kết thúc trận đấu đó là một pha giao tranh mà tôi cũng không nghĩ rằng là kết cục sau pha giao tranh đó sẽ là quét sạch và khép lại luôn ván đấu dành cho ZA Sport, nhưng đó là một pha mà họ đã làm rất tốt. Và một phần cũng tại KA làm tệ nữa, bởi nếu như KA lao vào và có thể cấu được đi máu của một hoặc hai thành viên đối phương, ít nhất là phải đâu đó phải khoảng hơn một nửa lượng máu chẳng hạn, thì tôi nghĩ ZA sẽ lùi về. Nhưng những gì mà KA làm được thì đó chỉ là một pha lao vào, và lao đến nơi thì anh ta chết luôn tại chỗ. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái cơ sở đầu tiên nó vững chắc nhất dành cho ZA Sport để họ có thể có được cho mình một bàn hủy diệt ở trong tình huống đó. Đồng ý với anh Dũng về việc là đó là ở thời điểm hiện tại thì ZA Sport đang lựa chọn được thời điểm giao tranh. Hay nói cách khác là nếu như đội hình họ yếu hơn thì họ biết cách né giao tranh ở giai đoạn đầu. Với việc các cá nhân đánh cẩn thận thì họ sẽ né giao tranh, và đến thời điểm đội hình của họ mạnh hơn lên, nuôi được lớn xạ thủ của mình, nuôi được lớn pháp sư của mình, lúc đó họ sẽ giao tranh một cách cực kỳ mãnh liệt. Bên phía của ICP Gaming trận thiếu này lẽ chọn lại Superman và Hayate. Chúng ta đang đến với những phần cấm và chọn ở ván thi đấu thứ hai. ZA Sport họ ở bên phía đội đỏ, họ có 2 trong số 5 quân bài mà ICP Gaming đã lấy ở trong ván thi đấu đầu tiên. Còn ICP Gaming cũng đang có 2 trong số 5 lựa chọn mà ZA Sport đã đưa ra trong ván thi đấu đầu tiên, đang thú có vị một quá trình đổi kèo.
đang cảm thấy rất thú vị đúng không? Ở trận thi đấu này khi chúng ta đang nhìn thấy đó là hai đội tuyển đang đổi quân bài của mình cho nhau. Đồng nghĩa với việc là nếu như mà bên phía của ZA Sports mà lại giành chiến thắng nữa thì họ lại giành chiến thắng tuyệt đối. Còn nếu không thì đơn giản đó là chất tướng mà thôi đúng không? Khi mà đó là chất tướng khỏe hơn thì các ông thắng tôi thôi, chứ còn bây giờ đổi ngược lại rồi thì tôi lại thắng các ông thì rõ ràng là hai đội sẽ ngang trình nhau. Chúng ta sẽ cùng chờ xem kèo đấu này là một kèo đấu rất thú vị. Đã có một sự khác biệt nữa. Ngoại trừ ba Doom đến từ Azim Gaming thì đã có Omen đến từ ZA Sports để cho kèo đấu này trở nên thú vị hơn. Thú vị hơn thay vì là lấy Richter giống như KA thì PSman sẽ lấy Omen ở khu vực đường trên và cũng cấm đi Darcy. Các ông tưởng là muốn chơi giống tôi mà được à? Không, không cho. Cấm đi Darcy đến từ bên phía của ZA Sports. Đây là Chobit, thành viên có thể nói là đội trưởng của HTVC IGV Gaming. Bởi ở thời điểm hiện tại thì Chobit cũng là người chơi có tiếng nói lớn nhất, cũng là người có được cho mình cái khu vực thi đấu cần có sự kêu gọi nhất dành cho những người đồng đội của mình. Còn đây là đội trưởng của ZA Sports. Mặc dù anh ta không còn thi đấu ở vị trí trợ thủ nữa, nhưng sức ảnh hưởng của PSman lại càng ngày càng lớn lên với khả năng hoàn thiện kỹ năng của mình. Anh ta cũng thường xuyên được sự bảo kê đến từ Khiên để mặc cho Ara có quyền sống, bởi Ara là một người chơi có khả năng phòng thủ rất an toàn. Anh ta có kỹ năng đủ tốt để có thể né tránh giao tranh, và thông thường anh ta né tránh giao tranh thành công. Điều đó tạo điều kiện cho Khiên thường xuyên có mặt ở khu vực trên của PSman. HTVC IGV Gaming đã cấm đi Anette, còn ZA Sports thì cấm đi Enzo và Darcy. Cuối cùng là Nakroth bị cấm đến từ HTVC IGK Gaming. Vừa rồi thì tôi có nhìn thấy một vết rác hơi ở cổ của Ara. Dường như là ở trong vòng thi đấu trước thì Ara có một chút vấn đề về sức khỏe, và không biết là người anh đã cướp đi mega kill của Ara là PSman cùng bình luận viên Tuấn Peo thì có đưa Ara đi đến những cơ sở vật lý trị liệu tốt nhất hay không. Nhưng ngày hôm nay thì màn trình diễn của Ara ở trong ván thi đấu đầu tiên đã cho thấy là anh ấy dường như đang trở lại với 100% công lực của mình. Tôi nghĩ chưa chắc đã là người anh PSman đâu, bởi nếu như quan tâm đến người em mình như thế thì có lẽ đã không mất cướp đi cái mega kill đầu tiên của người em của mình. Nói về quá khứ thì tôi lại nhớ là hình như người anh PSman cũng đã từng cướp đi một cái mega kill của người em Meo Meo. Ở trong mùa giải trước khi Meo Meo cầm Lindis đã có một cú quad kill và tôi đã chờ đợi một cú mega kill, nhưng rất bất ngờ thình lình xuất hiện đó là PSman và lấy đi cho mình mạng hạ gục cuối cùng của đối phương. Rõ ràng là người anh này tương đối tệ. Tương đối tệ tương đối từ tệ. Vị trí của PSman. Và có lẽ là sau trận thi đấu này, nếu như một kết quả thuận lợi đến với ZA Sports thì cũng cần có một bữa ăn sau đó để cải thiện lại tình cảm đối với Ara chăng. Quân bài thứ tư mà ZA Sports đưa ra đó là Murad. Murad dành cho Khiên, vị tướng mà ở mùa giải năm nay thì dường như tôi cảm nhận rằng Khiên cũng đã chơi tốt hơn, mặc dù là cũng có một ván thất bại. Thực tế ra là những màn trình diễn của Khiên với Murad ở trong mùa giải năm nay thì là tốt hơn, nhưng màn trình diễn mà tôi nhớ nhất thì lại là trận thua trước Team Flash. Đó cũng là một trận đấu mà Khiên đã chơi tốt trong giai đoạn đầu. Chơi tốt trong giai đoạn đầu, nhưng giai đoạn sau thì có một quả anh ta hơi non, đó là về việc để cái bóng của mình rất gần với con quái, và với một người tinh danh như Proe thì không bao giờ anh ta tha thứ cho một sai lầm như vậy. Và ở trận trận đấu đó thì Flash đã thắng và thắng rất nhanh. Đây là những con bài cuối cùng của HTVC IG Gaming, và đó là Rocker và cuối cùng là cô bướm Chrissy. Ngoài Yamate ra thì Lạc Lạc cũng là rất người thích chơi Chrissy và cũng đã mang Chrissy vào trong đấu trường danh vọng mùa đông của chúng ta nhiều hơn một lần rồi. Lối lên trang bị Chrissy của Lạc Lạc cũng khá đặc biệt. Anh ta chọn toàn bộ những trang bị gây sát thương mang tính chất là bậc nhất của bản đồ, bao gồm có Ngọc Đại Pháp Sư, giày xuyên giáp phép, gồm có triệu bùng nổ và vương miện hay kết. Với 4 món trang bị đó thôi, anh ta hoàn toàn có thể lấy đi được cho mình khoảng 1/3 lượng máu của bất kỳ một vị tướng ở tầm trung nào mà có ý định kiểu lén phén, chỉ một cú bướm ảo thôi là đủ. Còn bên phía của ZA Sports sẽ lựa chọn cho mình con bài cuối cùng, đó là Sennel dành cho Oppa. Và như vậy là trận thi đấu này thì Oppa sẽ đánh Sennel trợ thủ. Anh Tùng là một người chơi vị trí chính của mình là vị trí trợ thủ, thì anh nhận thấy sức mạnh của Sennel khi đem xuống vị trí trợ thủ nó là như thế nào? Rất mạnh ở thời điểm đầu trận. Rất mạnh ở thời điểm đầu trận. Vừa lực, vừa có đam, vừa có phòng thủ,
vừa có cho mình khả năng bất ngờ về việc là, tức là có thể về nhà sau đó thì là quay trở lại với cái sứ mệnh cứu thế, nên thời điểm đầu là rất mạnh, thời điểm sau thì sẽ trâu chứ không còn mạnh nữa và có ích. Nhưng thực tế thì con bài này ở thời điểm đầu tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể, tức là chơi sòng phẳng với những trợ thủ hàng đầu, bởi cái truy thần lực thì phải nó có cái quả choáng đâu đó rơi vào tầm 1,5 giây hay là 1,25 giây gì đó, nó rất là lâu và nó đủ để khiến cho một pha núp bắt của Sennel trở nên cực kỳ có ích. Tuy nhiên thì cũng cần phải dùng chiêu thức của Sennel thật là chuẩn, bởi vì Sennel chỉ có một chiêu thức duy nhất để bay nhảy, đó là truy thần lực mà thôi. Và cái chiêu thức đó nó cũng không quá dài, nên nếu như hớ hênh để bị bắt thì mặc dù trâu thật đấy, nhưng mà Sennel cũng hoàn toàn có thể bị bóc đi lớp giáp và lấy luôn cả cái mạng hạ gục của mình. Sennel đi trợ thủ thì cầm thêm cho mình cả cái hồi máu nữa, nên nếu như không bị đối phương quay bắt với khoảng 3 hoặc 4 thành viên, hoặc là không bị bốc đầu với 3 Doom chẳng hạn, thì Sennel sẽ khá là khỏe. Nhưng nếu như chúng một cú bốc đầu thì tôi nghĩ rằng kể cả khỏe như vậy thì với việc quay bắt với khoảng 3 thành viên đối phương là Sennel có thể đi rồi. Và Opa thì sẽ cần phải giữ vị trí cẩn thận ở trong ván thi đấu thứ hai này. Và cho biết phần rất tốt của đấu trường dân vật mùa đông này có được quân bài 3 Doom trong ván chơi này. Trận đấu này trận đấu này thì đội hình của ICP Minh khá khỏe và tin rằng họ có thể gây được nhiều khó khăn cho ZA Esports ở trong trận thi đấu này. Khiên sẽ đi đứng với con bài là Murad. Murad của anh ta thực tế là dạo gần đây thì Khiên đánh Murad hơi đen, tức là những mạng hạ gục nó không dành cho anh ta, nên anh ta cũng bị yếu hơn rất nhiều ở trong giai đoạn về sau. Trong trận đấu với Flash cũng vậy, tưởng chừng như anh ta làm rất tốt ở giai đoạn đầu trận, những mạng hạ gục cũng không dành cho anh ta. Đây là PSman của KA. KA là người đạt cho mình cấp độ 2 trước. Và Lạc Lạc cùng cho biết đã ở đây từ rất lâu rồi. Và con bùa đỏ này sẽ không thể nào giữ được đến từ bên phía của ZA Esports. Một động thái tấn công từ rất sớm. Akashi bị hất ngược lên bởi bão lá tới từ Lạc Lạc. Và sau đó là hai lần bướm ảo được thả ra. Hoàn toàn chính xác đến từ người chơi đứng giữa, đến từ bên phía của ICP Gaming. Một cú đánh rất đau và bất ngờ đến từ HTVC ICP Gaming vào thẳng vị trí của Khiên. Và với Murad ở những cấp độ đầu thì cũng không lấy gì để cho bên phía của ZA Esports có thể phòng ngự được con bùa mà IGV mình đã rất mất công sắp đặt. Họ cướp bùa ở thời điểm cấp độ 2, và với việc họ cướp bùa ở thời điểm cấp độ 2 thì khó phòng ngự hơn rất nhiều nếu như họ cô sang ngay trong tình huống đầu tiên. Đây là một tình huống mà như anh Tùng đã chia sẻ là Opa bị quay bắt bởi 3 người, nhưng Opa giữ được cho mình truy thần lực và anh ấy thoát về được. Ara lần này là người che cho đàn anh của mình để có thể không mất đi mạng chiến công đầu của bên phía ZA Esports. Opa vẫn rất bình tĩnh trong tình huống vừa rồi, bằng chứng là việc anh ta vẫn chưa dùng phép bổ trợ hồi máu của mình ở trong tình huống vừa rồi. Anh ta tin rằng mình có thể lùi về được. Thật ra ở tình huống đó thì anh ta bị bắt nhưng nó không quá xa. Nếu như anh ta bị bắt ở trong phần rừng của đối phương, nếu anh ta check xa đến như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ gặp cực kỳ nhiều nguy hiểm. Nhưng rất may mắn đó là một pha chủ động bắt đến từ Chovit để Opa phải lùi về thôi. Khiên đã có cấp độ 4 và mặc dù không có cho mình bất kỳ một cái bùa nào ở dưới chân, nhưng Khiên đã có ảo ảnh chạm. Khiên cần phải quay trở lại ảo ảnh chạm không? Anh ta quyết định là cấu máu đối phương thay vì việc ảo ảnh chạm. Anh ta lại đánh an toàn trong trận thiếu này. Nếu đó là một tình huống cố gắng để ăn cho mình con rồng đầu tiên của trận thi đấu, tôi tin Khiên sẽ ăn được và lướt đi hai lần với hai lần lướt của mình. Đây là con rồng nó lại ngược lại dành cho IGP Gaming bằng cái sự... Có lẽ tình huống vừa rồi thì tôi tin là Khiên lại sai, bởi đánh quá an toàn ở trong tình huống vừa rồi. Thay vì việc lấy rồng, anh ta quyết định cầu vào đối phương. Có lẽ anh ta cũng không có thông tin về việc Roker sắp xuống hay là chưa xuống. Trong thực tế thì Roker lúc đó chưa thể xuống được hang rồng. Dù sao thì quyết định an toàn cũng sẽ khiến cho ZA Esports mất đi con rồng và có thể mất đi nhiều lắm khỉ này nữa. Mất đi rất nhiều, bởi ở trận thi đấu này thì chất tướng của HTVC ICP Gaming không phải là một chất tướng dạng phòng ngự, và đối phương cũng không còn quá khỏe. Họ biết điều đó và họ sẽ trực tiếp đánh vào phần rừng của Khiên rất là nhiều. Đồng nghĩa với việc khi mà Khiên mất đi con khỉ, đó là khả năng để tích nội tại ảo ảnh chạm, không chỉ là khả năng lấy đi cho mình những tài nguyên. Trong khi đó thì ZA Esports mặc dù vậy thì họ vẫn đang rất cố gắng để có thể farm, bởi đội hình của họ là một đội hình đánh khỏe giai đoạn về sau, khi họ có Liliana và Violet mà chúng ta đã nói ở trong trận thi đấu trước là những con bài rất mạnh về giai đoạn về sau. Ở khu vực, tất cả các khu vực chúng ta đang thấy là lượng tiền cũng không chênh nhau đến quá nhiều, và mọi thứ về tổng thể thì IGP Gaming hơn khoảng gần 1.000 tiền, về từng vị trí một thì cũng chỉ là khoảng 1-200 tiền. Ở thời điểm này thì nó cũng chưa cấu thành được kể cả một món đồ nhỏ.
và vẫn chưa phải là quá nhiều thiệt thòi dành cho bên phía của ZD. Nhưng về mặt thế trận và di chuyển thì IGP Gaming đang là những người có lợi. Nhưng rõ ràng là Chobit cùng với những người đồng đội của mình đang đứng rất cao và rất sâu, với lượng sát thương là 1.473.000 sát thương, thì Akashi là người gây ra sát thương lớn nhất trong đội hình của ZD Esports thôi. Nếu tính riêng của ZD Esports thôi, còn có lẽ anh ta không phải là người gây ra nhiều sát thương nhất của đấu trường dân vọng. Người đó từng là Sơn Bách, người đó hiện tại vẫn là Sơn Bách sau vòng 5. Còn với hơn 1.300.000 sát thương thì Dem là người gây ra sát thương lớn nhất trong đội hình của IGP Gaming sau vòng 5. Như vậy là ở bên phía hai đội thì người gây ra sát thương lớn nhất khác nhau. Bên phía ZD Sport đó là cũng phải nói về việc đó là việc ARA cũng không thi đấu ở trong một vài ván thi đấu nữa, chứ không phải là về việc là chỉ là vì ARA kém hơn so với Dem, mà rõ ràng là anh ta phải bỏ lại một vài trận thi đấu bởi đó là sự chán vào đến từ Henry. Vừa rồi là một tình huống thi đấu mà rõ ràng là IGP Gaming đã có được cho mình thành công. Họ sẽ bắt vào ông ba chàng không, họ chỉ có một cú móc ông ba để cảnh giới, để gọi là dọa dẫm anh chàng này mà thôi. ARA thì đang lùi khá sâu và anh ta chỉ tiếp nhận những tên lính đẩy vào trụ của mình mà thôi. Nhưng cái đầu tiên của khu vực dưới của bên phía ZD Sport thì cũng đang gần như là đầy đủ máu. ZD Minh thì đã vượt lên dẫn trước tới hai con rồng rồi. Họ đang chờ đợi những bước đi tiếp theo. Khi mà ZD Sport đang đánh phòng ngự rất chắc chắn thì ZD Minh cũng đang tương đối bế tắc trong việc triển khai tấn công của mình. Tôi cảm thấy là như vậy. Tôi đang chờ đợi một pha thi đấu hổ báo hơn đến từ Chobit. Chobit sẽ là ngòi nổ chính ở trong trận thi đấu này để chúng ta có một pha giao tranh tốt. Và KA sẽ đóng vai trò vài sau. Đó là tuyệt vời nhất dành cho HTVC IGP Gaming. Bởi nếu như đó không phải là Chobit, rõ ràng đây là bước đi đầu tiên của Chobit và anh ta tấn công vào màu xanh của đối phương, mở đầu pha giao tranh này. Lần này ZD Sport không muốn bỏ nữa bởi Fishman đang ở đây. Anh ta trói Chobit lại trong sát vực, nhưng Fishman là điểm chiến công đầu vì quá nhiều sát thương đến từ Dem. Sứ mệnh cứu thế đến từ Oppa là quá muộn và nó không thể giúp cho PSMan trụ lại được quá lâu. Và ZD Sport đang mất đi rất nhiều. Họ mất đi người đội trưởng trong pha giao tranh đó. Họ mất đi cái trụ đầu tiên của tuyến trên. Và họ đang bị tấn công vẫn rất mạnh mẽ. Thả ra địa giam, nhưng Sun đang là người gặp nguy hiểm về tính mạng. Ara không có góc bắn nữa khi mà Chobit đã kè rất tốt cho người đồng đội của mình chạy về. Dem đang lấy trụ và đồng nghĩa với việc hai cái trụ ở bên hai bên đường sẽ bị lấy đi, và thậm chí là cái trụ ở bên đường giữa sau khi mà Akashi yếu máu cũng sẽ gặp nguy hiểm. KA rất cơ hội đã lấy được đi cho mình toàn bộ cái trụ đường trên với một pha sử dụng chiêu cuối của mình. Trong khi đó thì cú xuống của PSMan rất đáng tiếc, cú tốc đến sát vực vừa rồi của PSMan nó không trúng vào thành viên chủ lực của bên phía IGP Gaming, đó là Dem, mà nó lại trúng vào Chobit. Và khi nó trúng vào Chobit thì gần như hiệu lệnh của Chobit sẽ là đánh. Và rõ ràng là một tình huống chói sai đến từ PSMan. Và khởi động giao tranh đó thực sự sẽ là Chobit cùng với Sun. Bộ đôi này sẽ là ngòi nổ chính và Akashi gặp nguy hiểm. Akashi sẽ không thể tỉnh lại chăng? Không, anh ấy tỉnh lại được, đang lướt đi và có thể về được sứ mệnh như thế, nhưng chắc chắn là Akashi sẽ không quay đầu. Oppa ra đây và sẽ cùng với tuyên bố văn phòng của cái trụ đầu tiên duy nhất còn lại trên bản đồ của những cái ZD Sport. Tuyên thả ra vô ảnh vực. Oppa ở đây chỉ dùng chi thân lực giải quyết được hai con lính con, nhưng vẫn còn một con xe và nó sẽ được giải quyết đi bởi pháo đại tới từ Violet, thứ nguyên vệ thần của ARA. Và ở khu vực đường trên thì có đến 5 con lính đang lừng lững đi vào cái trụ ở đường trên. IGP tăng tốc và họ tăng tốc rất nhanh. Đây là một bài đánh đã được chuẩn bị đến từ IGP Gaming khi họ dính được thời điểm con mùa xanh ra. Họ tiến vào hang mùa xanh của đối phương và họ có được quá nhiều điều. Và họ đang muốn lấy đường lính siêu cấp đầu tiên với vẫn còn hai con xe, nhưng ZD Sport rõ ràng là không muốn điều đó. Trong khi đó thì trụ đầu tiên của đối phương đã mất đi. Khiên lần này giật bóng được về, anh ta đang có mùa xanh dưới chân. Ảo ảnh chảm nhưng nó không có quá nhiều sát thương lên các thành viên bên phía của IGP Gaming. Lạc lạc thả ra bão lá, nó hất tung Oppa và cản đà tiến lên của các thành viên bên phía ZD. Lượng tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại rơi vào con số 2.500 tiền và nó sẽ tiếp tục giãn cách trong khoảng thời gian sắp tới. Lạc lạc không thay đổi lối lên trang bị của mình, không, anh ta không lên cho mình ngọc đại pháp sư mà chỉ lên cho mình ngọc phụng hoàng lệ. Và với việc anh ta tiết kiệm lối lên đồ thì anh ta sắp có vương miện hay kết ở trong tay. Trong khi đó thì với người chơi đường giữa của ZD Esports thì anh ta lại quyết tâm lên cho mình đó là ngọc đại pháp sư. Có vẻ như Akashi vẫn muốn đánh về thời điểm cuối trận, anh ta vẫn muốn tối ưu hóa lượng sát thương của mình về giai đoạn về sau, và đó là lý do tại sao mà ZD Esports ở thời điểm hiện tại vẫn đang bị đè nén rất nhiều. ZD Esports cần thêm một khoảng thời gian để nuôi lớn Akashi và ARA, trong khi đó thì ngưỡng sức mạnh của IGP Gaming đã đạt được một cách sớm hơn. Và chỉ một lần
thả ra bướm ảo mà tôi khiến mất ngay lập tức nửa cây máu PSman. Lần này anh ta đang thua thiệt hơn so với người đối đầu với mình ở khu vực đứng trên, đó là KA với Superman đang là khoảng cách 2 cấp độ và không thể nào mà giữ được cái trụ thứ hai của tối này. Tăng tốc là rất nhanh và HTVC ICB mình vẫn đang biết cách để lấy từng cái trụ một của bên phía ZD Esports. Trận thi đấu này đang nằm trong tầm kiểm soát của họ lớn hơn bao giờ hết. Và bên phía của ZD Esports không muốn mất đi cái trụ đường giữa này, họ đang đánh rất mạnh mẽ. Hiên đã thoát ra, còn Oppa đang che cho những người đồng đội của mình khi mà mưa sao băng được bật ra đến từ Lạc Lạc. Nhưng có lẽ là khi nhìn thấy mưa sao băng thì ZD Esports ước rằng họ phòng ngự thành công và điều ước đó trở thành hiện thực trong pha vừa rồi. Và bên phía bên kia thì tôi nghĩ rằng khi mà mưa sao băng xuất hiện thì ZD Esports còn ước rằng KA không vòng sau. Và nếu như có một tình huống vòng sau đến từ Superman thì họ sẽ ăn đủ cả cái mưa sao băng đó vào đời vào đầu. Và đây là con tà thần xảy ra đầu tiên của trận đấu này, nó xuất hiện và bị kết thúc ở phút thứ 945. Họ sẽ có tà thần xê ra và một cú ép mạnh mẽ nhất sẽ có ở trong những phút sắp tới. Bởi rõ ràng đây là khoảng thời điểm mạnh nhất mà IGP Gaming có thể giành chiến thắng luôn được. Bởi cái sức sát thương cũng như là khả năng gây hiệu ứng của họ đang rất mạnh ở thời điểm này. ZD cũng đang chuẩn bị lực lượng vũ trang của mình cho một tình huống phòng ngự khi mà đối phương sẽ ép vào cực kỳ mạnh thế. Con rồng của Monster đang nằm trong điều kiện săn. Họ đã ăn được con rồng thứ tư của ván thi đấu này, toàn bộ con rồng. Ván thi đấu này đến thời điểm này đối với bên phía của IGP Gaming đang là một perfect game khi mà ZD Esports chưa có bất cứ một mục tiêu nào trên bản đồ được lấy đi bởi họ cả. Còn với ZD Esports thì có lẽ niềm hy vọng của họ sẽ phải nhắm vào vị trí của PSman một phần. Ở giai đoạn này thì các thành viên còn lại đã không còn có một cái tiếng nói quá lớn nữa, mà người có tiếng nói sẽ là một cú tốc biến sắp vực đến từ PSman. Nếu có một cú tốc biến sắp vực đủ tốt và có một cú sử dụng sứ mệnh cứu thế rất tốt đến từ Oppa thì ZD Esports sẽ dễ đánh hơn rất nhiều. Nhưng PSman đang ở rất xa, còn tân lính thì đã ở rất gần rồi. Akashi thì cũng vừa mất đi tốc biến trong một tình huống cố gắng check sai. Cho biết đang là người đi đầu, Ara đang cố gắng tạo ra sát thương nhưng nó không đủ. Ảo ảnh trạng của Thiên cũng là quá muộn. Và trụ đường lính siêu cấp đầu tiên dành cho bên phía của IGP Gaming. Có lẽ là ZD Esports sẽ lại đưa ván thi đấu này của họ về với chiến thuật đó là mất đi 3 đường. Tôi cảm tưởng là như vậy với đà tiến lên vô cùng mạnh mẽ đến từ IGP Gaming. Nhưng đó là một tình huống ảo ảnh trạng. Và Ara dứt điểm được Lạc Lạc. Ngay sau đó Ara bị phản công. Ara đang chờ đợi sứ mệnh cứu thế đến từ Oppa, nhưng không cần nữa, Ara có thể thoát về an toàn rồi. Một tình huống lựa chọn thời điểm tôi nghĩ là tốt. Tôi nghĩ rằng cú sứ mệnh cứu thế đó là không cần thiết, bởi vì rõ ràng là Ara dù sao cũng đã tốc biến lùi về rồi. Trong khi đó thì nếu để lại cái cú sứ mệnh cứu thế thì bên phía của ZD Esports có thể lao lên. Bởi chỉ cần một cú sứ mệnh cứu thế tốt vào người của PSman thôi thì họ có quyền được đánh. PSman đang lên cho mình một trang bị phòng ngự phép thuật để có thể cản bước Lạc Lạc lại. Và đó là huân chương tròi. Tiếp theo đó là một pha rồng lên đến từ ZD Esports nhưng họ sai rồi. Lần này thì Ara lại quá cô đơn giữa vòng vây của IGP Gaming. Oppa có lẽ cũng sẽ đi theo người đồng đội của mình, đó là double kill dành cho Dem. Và Dem đang có cơ hội làm được cái điều mà Ara đã làm ở trong ván thi đấu trước. 3 điểm hạ gục không, 4 điểm hạ gục là Quetzer dành cho IGP Gaming. Sẽ là dấu chấm hết cho trận thi đấu vừa rồi. Khiên kịp tích cho mình đủ 4 stack nhưng anh ta không kịp ảo ảnh chạm. Và đó là cái kết dành cho trận thi đấu này khi mà HTVC IGP Gaming sẽ tràn lên với 5 thành viên. Không có một cửa nào để PSman có thể phòng ngự được cái trụ này cả. Và trận đấu sẽ được đẩy về thế là một đều khi mà 2AT xuất hiện, Superman xuất hiện thì đội tuyển sở hữu anh tiếng này là đội tuyển giành được chiến thắng. Ván thi đấu trước là ZD Esports và ván thi đấu này thuyết phục không kém đó là IGP Gaming. ZD Esports lựa chọn thời điểm là thời điểm mà Lạc Lạc vẫn còn ở trên bảng xếp số để có thể có được cho mình một pha tấn công. Nhưng rất đáng tiếc dành cho họ đó là người chơi chủ lực có bất cứ chút nào. Khi mà ở ván đấu đầu tiên họ chọn là first pick và đến ván thi đấu thứ ba này thì họ lại lựa chọn là first ban. Trong khi đó thì ZD Esports họ ở bên phía đội xanh, họ cấm đi Darcy và Florentino. Như vậy là họ muốn lấy Sephera. Hoặc là Badum. Badum thì tôi nghĩ rằng HTVC Isaac Wing sẽ phải để cho đối phương lấy Sephera. Vậy tức là nếu như bây giờ mà kiểu cấm vào Sephera chẳng hạn. Đấy. Họ để cho đối phương có Sephera. Để đối phương lấy Sephera nhưng nhất quyết không cho lấy Badum. Thực ra tôi đang nghĩ rằng sẽ cho ZD Esports lựa chọn, tức là quyền lựa chọn việc lấy Sephera. Và khi mà ZD Esports lấy Sephera rồi thì sẽ không lấy Badum nữa. Nhưng IGP Gaming thì không nghĩ vậy. Họ nghĩ rằng Sephera không đáng ngại, Badum mới là con bài đáng ngại.
và họ đã cấm đi ba Doom trong tay của Oppa. Thực ra Oppa đánh ba Doom đúng là tốt thật, và nó khiến cho IGV Minh đã phải đề phòng. Họ đánh thẳng vào trợ thủ của đối phương rất nhiều lần ở trong trận thi đấu này và trận thi đấu trước nữa. Thực tế là nếu như IGP Gaming không cấm ban Doom mà thay vào đó là Sephira thì ZA Sport hoàn toàn có thể lựa chọn một quân bài mạnh khác là First Pick của họ đó, và sau đó thì họ lấy ban Doom sau. Đó là lý do tại sao tôi nói là việc là nên để cho ZA Sport lấy Sephira nhưng cũng không cấm vào ban Doom, mà thay vào đó thì sẽ lựa chọn một con bài khác. Thì đối phương rõ ràng sẽ không chọn ban Doom đúng không ạ? Và đối phương sẽ phải chọn Sephira, thì đồng nghĩa việc đối phương sẽ không muốn lấy ban Doom lắm. Còn nếu như họ lấy ba Doom thì tức là trong trận thi đấu này họ sẽ sử dụng hai con bài mạnh. Đồng với thời với đó thì nếu như họ thất bại ở trong trận thi đấu này thì trận thi đấu sau họ sẽ mất rất là nhiều con bài trợ thủ mạnh. Thì IGV Gaming không nghĩ vậy. Họ rất ngại con bài ba Doom và họ quyết định không chọn cho mình đó là lựa chọn cấm vào một con bài khác mà đó là ba Doom. Sự lựa chọn đầu tiên của IGV Gaming đó là Ignite và Phoenix. Đây cũng gần như là hai lượt cấm vào đối phương nhiều hơn chỉ là những sự lựa chọn thuận tay. Ignite ở trong quá khứ là một trong những con bài mà Lạc Lạc là người đầu tiên chơi Ignite, thậm chí là ở thời điểm mà không ai chơi Ignite thì Lạc Lạc là người mang Ignite vào và đánh khá ổn. Thời điểm đó là thời điểm Ignite gần như là biến mất khỏi bản đồ, nhưng mà trong đội hình của thời điểm đó bọn tôi còn thi đấu ở Z Team thì Lạc Lạc đã quyết định mang Ignite vào ở trong những vòng thi đấu cuối cùng. Tôi nhớ là đó là một trận thua, nhưng Ignite của Lạc Lạc cũng không có tội ở trong trận thi đấu đó. ZA Sport sau khi Sephira thì họ có Rat ở khu vực đứng giữa dành cho Akashi và Veres ở khu vực đứng trên dành cho PSman. Còn sau khi bộ đôi Ignis cùng với Phoenix xuất hiện cùng với nhau thì đó là Yena. Yena dành cho KA. Yena của PSman đã đè bẹp KA ở khu vực đứng trên với quân bài Richter trong ván thi đấu đầu tiên với sự trợ giúp của Akashi. Còn với Yena trong ván thi đấu này thì liệu KA có thể tạo nên được những tình huống thi đấu đột biến hay không? ZA Sport họ cấm vào trợ thủ, họ cấm đi Oma của Chobit. Họ cấm đi Oma của Chobit. Còn bên phía của IGP mình sẽ có được cho mình lượt cấm cuối cùng, nó có nhắm thẳng vào Khiên hay không, chúng ta cùng chờ xem. Khiên hoặc Ara sẽ bị nhắm vào trong lượt lựa chọn này. Và IGP Gaming sẽ chọn vào Khiên hay Ara. Họ đã cấm đi một con bài xạ thủ đi rừng, đồng nghĩa với việc họ sẽ có thể gặp phải một con bài xạ thủ đi đường. Và nếu như vậy thì có lẽ cấm vào xạ thủ đi đường là hợp lý. Không, nhắm thẳng vào Khiên. Như vậy thì Khiên vẫn còn Nakroth, Khiên vẫn còn cho mình đó. Chắc gì đã thuộc về Khiên. Biết đâu Sun sẽ là người cầm Nakroth để lấy được Nakroth ở trong bán thi đấu này. Và liệu ZA Sport có cấm đi Nakroth hay không, hay là đánh triệt để vào vị trí của Chobit đây? Tôi nghĩ là cấm Nakroth được, Khiên còn Zeal. Sun đánh Zeal cũng được, Sun đánh Zeal cũng rất hay. Và những sự lựa chọn đi rừng sát thủ có lẽ sẽ là lựa chọn tranh chấp với nhau chăng? Thế là tức là Khiên cũng sẽ thả ra cả hai con bài đấy. Cho IGP có một thì có một. Khiên sẽ có một. Còn ZA Sport sẽ cấm thẳng vào vị trí trợ thủ. Vị trí còn lại ngoại trừ Sun thì chỉ còn vị trí của Chobit là còn để chống. Và ZA Sport quyết định đánh vào vị trí này toàn bộ với cả hai con bài. Đó là Anete, đó là Oma. Có lẽ đó cũng là những sự lựa chọn chất lượng nhất mà Chobit có thể lấy rồi, bởi vì chất lượng nhất rồi. Anete là sự thuận tay đến từ Chobit, còn Oma đang thực sự nổi lên là một trong những vị tướng bảo kê xạ thủ gây choáng, gây hiệu ứng và rình dập đối phương rất là tốt. Oma có thể coi là một phiên bản nâng cấp nếu như so sánh với ba Doom về mặt tấn công, còn nếu xét về khả năng phòng thủ thì có lẽ là một phiên bản hạn chế hơn một chút so với ba Doom. Nhưng sau khi không còn ba Doom thì Oma nổi lên là một trong những sự lựa chọn rất ổn. Ba Doom thì tôi nghĩ rằng là có thể gây ra đột biến và mạnh từ đầu đến cuối, còn Oma thì trong giai đoạn đầu tấn công rất mạnh liệt, nhưng đến giai đoạn cuối thì có vẻ như là lại hơi thiếu độ cơ động và độ cơ động thì có lẽ là không đến nỗi là gọi là thiếu, nhưng mà cái độ phòng ngự rất là ít, cái khả năng phòng ngự. Cùng với đó nữa thì cái khả năng kiểu tạo đột biến cũng không còn nhiều nữa, bởi đó chỉ là những cú choáng chứ không phải là những cú hất mạnh mẽ như ba Doom. Và đó là Maja dành cho Dem. Như vậy là Sun sẽ chơi Phoenix. Đúng rồi. Tôi tin như vậy là đã có con bài đi rừng dành cho Sun và đó là Phoenix. Trong khi đó thì Ara sẽ chơi theo Nas ở trong ván thi đấu này, Enzo. Và Khiên mang Enzo đến với ván thi đấu thứ 3. Lần gần đây nhất Khiên sử dụng Enzo đó là một trận thua đúng không? Khi đó là trận đấu với Flash, và trận thi đấu đó Florentino của Ellie đã quẩy nát đội hình của ZA Sport với pha chọc sâu và lấy đi mạng hạ gục của Ara. Và đó cũng chính là con bài theo Nas.
Ván thi đấu này thì IGP Gaming không có Florentino, nhưng họ cũng có một quân bài mà có khả năng đột kích được, đó là Yena. Yena ở trong giai đoạn sau nếu như có đủ một góc độ thì cũng có thể băng vào xạ thủ của bên phía ZA Sport một cách bất ngờ. Thật ra thì khả năng đột kích của Yena sẽ hạn chế hơn rất hạn nhiều hơn, so với Florentino. Nhưng vẫn được. Nhưng khả năng làm tường của cô nàng này thì cũng không đến nỗi tệ. Và cái thứ hai nữa là cô nàng này hoàn toàn có thể chống chịu một lượng sát thương lớn nhờ vào cái khả năng đổi sang dạng tụ của mình. Và chúng ta đã hoàn thành xong đội hình của ZA Sport. Đội hình của IGP Gaming thì vẫn còn một sự lựa chọn cho Chobit. Và Lâm đó là Vua. Lâm Vua cũng là vị tướng khả dĩ nhất để có thể lấy được khi mà đã bị đối phương đánh tương đối triệt để ở vị trí trợ thủ rồi. IGP Gaming cũng đánh vào Oppa. Còn bên phía của ZA Sport dành một sự đáp trả dành cho Chobit, người đội trưởng của IGP Gaming. Như thế này thì ở bên phía IGP Gaming, Phoenix và Ignis cũng là một bộ đôi ở trong giai đoạn đầu tương đối được. Còn bên phía ZA Sport thì họ có Sephira rất mạnh ở trong giai đoạn ban đầu. Và họ... những diễn biến đầu tiên tôi nghĩ rằng sẽ là những diễn biến vô cùng hấp dẫn, bởi vì đội nào có được lợi thế thì đội đó sẽ nắm được tiên cơ. Nói một cách chính xác hơn là những diễn biến đầu tiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trận thi đấu này. Nếu Enzo có được lợi thế thì đó là một Enzo rất quái vật. Còn nếu như Phoenix có được lợi thế thì đó là một Phoenix bào trụ không tưởng. Và rõ ràng là Enzo ở trong trận thi đấu này là một Enzo hoàn toàn có thể tạo được đột biến, vì tôi đang nhìn thấy đội hình của bên phía đối phương là mỏng. Và hoàn toàn Enzo có thể có những cú quật dễ hơn rất nhiều so với cú quật mà anh ta có thể có được ở trong trận thi đấu trước khi đối đầu với một Florentino. Khi mà Ellie cầm Florentino cân đôi ở rất nhiều pha thi đấu và khiến cho cả Khiên cùng với PSVN vấp phải một sự truy cản quá mạnh liệt. Thì ở trận chiến đấu này, thứ nhất PSVN đã cầm một cái bài thuận tay hơn, đó không còn là một Superman nữa. Thứ hai là đối phương cũng mỏng manh hơn rất nhiều, đó không còn là một Florentino nữa. Khiên hoàn toàn vẫn có thể bảo kê được cho PSVN, hoặc là đánh thẳng vào đường giữa của đối phương nơi Ignis đang chiếm giữ. Với Ignis thì chúng ta nhìn thấy là con bài này cực kỳ khó chịu, nhưng nếu như chúng một cú quật về Enzo thì tôi tin rằng sự khó chịu đó sẽ không còn đến với Ignis. Và với Sephira mà Opa đang sở hữu thì tôi tin rằng là Khiên cũng hoàn toàn có thể đánh thẳng vào rừng của Phoenix được. Bởi vì nếu như Phoenix chúng phải tình huống chóc nã tới từ Enzo chóc thì nã, có lẽ đó cũng sẽ là ngày tàn của xạ thủ đi rừng bên phía Phoenix. Phoenix thì sẽ có một lướt, cùng với đó anh ta có thể kích hoạt nội tại và lướt thêm một lần nữa nếu như anh ta thả rừng khoảng thời điểm mà anh ta trước khi anh ta lướt. Thì với bên phía của ZA Esports, họ sẽ đánh vào cánh nào cũng được, miễn là đánh phải chuẩn xác. Còn với bên phía của IGP, đội hình của họ mỏng nhưng lại có một lượng sát thương rất dồi dào và khả năng bảo trụ cũng cực kỳ kinh điển. Với Opa thì Akashi cũng sẽ có khả năng đẩy đường một cách tốt hơn rất nhiều, và đang đánh thẳng vào vị trí của Lạc Lạc và khiến cho Lạc Lạc mất đi gần một nửa cây máu ở ngay cấp độ đầu tiên. Ara cũng đang đứng rất cao và anh ta cũng đã phát hiện được hướng đi rừng của Sun rồi. Cặp đôi đường giữa của bên phía ZA cũng đang thắng toàn bộ đúng không? Thì họ rõ ràng là sải tay quá dài đến từ cả Ras và Opa, với khả năng cấu máu tầm xa đến từ Ras, đến từ khả năng cấu máu tầm xa đến từ Opa, thì ở bên phía cánh trên đã phải lùi về. Nhưng đây là PSVN gặp rất nhiều khó khăn bởi Chobit đã có mặt ở đây để hỗ trợ cho KA. Nhưng nếu chỉ có Chobit không thì PSVN có thể ở lại được, nhưng Phoenix sau khi có cấp độ 4 thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. PSVN cần phải có sự tỉnh táo trong pha này, nhưng ý đồ của Sun thì lại không phải là đánh vào PSVN. Trong khi đó Ara vẫn rất bình tĩnh bắn và anh ta có thánh thuẫn, và anh ta đã cấu đi một lượng máu rất lớn của Dem. Dem buộc phải tốc biến trong tình huống vừa rồi. Đó là khả năng hiểu về chất tướng của Ara và thật ra là hiểu cả về việc là sẽ có thể có mặt của Opa trong tình huống đó nữa. Đây là pha ép vào đến từ bên phía của IGP và Khiên kéo trượt Chobit, hay Khiên không muốn kéo vào Chobit thì tôi không biết. Những cú kéo đó vào Lạc Lạc là không có ý nghĩa. Thật ra thì là nội tại chiêu thức của vị tướng Enzo này là nó sẽ kéo cái vị tướng ở cái tầm xa và thấp máu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là như vậy. Nếu như cùng ở trên một đường thẳng đúng không? Tôi cũng không đánh hiểu Enzo để có thể biết được điều đó. Nhưng đây là cú bốc đầu, và đó là một cú bốc tuyệt vời đến từ Khiên. Một tình huống rất tuyệt vời tới từ Enzo của Khiên, và mạng hạ gục này nó sẽ thuộc về Khiên, chiến công đầu. Còn con rồng này nó sẽ thuộc về IGP Gaming. Một cú bốc quá xa đến từ Enzo, và nó khiến cho Chobit không thể trở tay được. Đây là con bùa xanh, và Khiên tiếp tục bốc nó ra và giải quyết nó. Khá hay đến từ người chơi đi rừng của ZA Esports ở trong những tình huống vừa qua.
Nhưng khi mà đã quật con rùa xanh ra thì cần phải dồn sát thương nhanh, và điều đó khiến cho con rùa xanh nằm dưới chân của Yesman. Không sao cả, dù sao nó không nằm dưới chân của Sun là được, khi mà rùa xanh ở nhà của Khiên vẫn còn. Thực ra Khiên cũng là không phải là một vị tướng quá cần rùa xanh, và rõ ràng là Khiên vẫn có thể đánh tốt nếu như không có được dụng rùa xanh. Và quan trọng nhất là cướp đi rùa xanh của Fnatic thì nhiều hơn. Trong khi đó thì IGP cũng không có cái gì đó quá lỗ, bởi đơn giản là họ vẫn có được con rồng ở trong tình huống của đối phương bắt trợ thủ của mình. Thì ngay lập tức đã có một tình huống cô team ăn rồng cực kỳ nhanh và chớp nhoáng đến từ IGP Gaming. Tommy đang có mặt ở đây bởi vì mana của Dem là một vị tướng có thể tự lo được từ khu đường rồng. Sau hai pha thi đấu đầu tiên thì chúng ta thấy rất rõ ràng đó là Enzo sẽ hóa quái vật nếu như anh ta bắt được bất kỳ một vị tướng nào của thì IGP không chỉ là một Phoenix hay là một Ignis, mà thậm chí là cho biết thậm chí là Dem hay KA nữa cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn về Enzo. Có lẽ nó là ở trong giai đoạn ban đầu thôi, đến thêm một đoạn thời gian nữa không. Nếu như cú xích vào người của cho biết và KA chẳng hạn, tôi nghĩ rằng nó sẽ giảm thiểu đi tầm lợi hại rất nhiều so với bắt vào Phoenix và bắt vào Ignis. Quan trọng là nếu như cú xích nó đẩy đối phương về trụ như vừa rồi thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, về nó cách ly hoàn toàn với những thành viên còn lại của IGP Gaming. Rõ ràng là không phải lúc nào Khiên cũng sẽ có một cái góc xích tốt như vậy. Nhưng đây là cú úp bộ bọc đầu đến từ bên phía của ZD. Tình huống di chuyển của Opa và Ara khiến cho toàn bộ đội hình của IGP Gaming gặp phải bất ngờ. Họ không hề biết rằng sát thủ của bên phía ZD ở đó. Nó sẽ Khiên không thuộc về Sun, và Sun cũng hết năng lượng cho pha giao tranh này rồi. Dem đang là người bị quật đến từ Khiên, nhưng Dem có cho mình ác hồn. Còn ở đây Akashi đâm hai người, cho biết rất thấp máu, Lạc Lạc còn nửa cây. Khiên đang tiến lên, đã quật trúng vào người của Lạc Lạc, nhưng Khiên lại bị cô lập và Khiên sẽ phải nằm xuống trong pha này, mặc dù anh ta có phù hiệu tử thần ở trên người. Cho biết cũng đã phải nằm lại trong pha thi đấu vừa rồi. Đó là một tình huống mà Khiên không thể quật Lạc Lạc quay trở lại được, và anh ta bị mất tầm. Lạc Lạc đã có một pha tốc tiến rất kịp thời, và đó có thể coi là một pha lượt tinh đến từ Lạc Lạc với Khiên, và khiến cho Khiên gặp quá nhiều bất lợi trong tình huống vừa rồi khi lao vào cực kỳ sâu và anh ta bị chết ngược. Trong khi đó thì Lumpur cũng đã bị giải quyết về Ara để khiến cho bên phía của ZD Esports cũng không bị thua thiệt quá nhiều. Ở đây Dem cần có sự trợ giúp đến từ Covid. Dem còn cho mình ác hồn, chắc chắn là như vậy. Nhưng anh ta mới dám đứng cao, nhưng khi hết ác hồn anh ta bị sự trúng hốt mang tiến. Nhưng đó là cái long trời lở đất rất tốt của cho biết. Cái long trời lở đất đã cứu được cái mạng của Dem ở trong tình huống vừa rồi. Trong khi đó thì Sun đã có lại được cho mình hai bùa sau pha thi đấu mà Khiên phải nằm lại. Và với hai bùa lợi này thì Phoenix bắt đầu đục trụ, và anh ta đục trụ đầu tiên ở khu vực xảy ra. Chắc chắn là phải bỏ, không ai hỗ trợ cho anh ấy cả. Ara cũng sẽ biến về ở khu vực đường dưới này. Lạc Lạc có lẽ nắm được tình hình đó, và con rồng nó sẽ nằm trong tầm kiểm soát của IGP Gaming. Đây là Khiên. Khiên đã có lại được cho mình hai bùa lợi, nhưng có lẽ trong pha thi đấu đầu tiên của mình thì anh ta đã đúng, nhưng ở pha thi đấu thứ hai thì anh ta hơi chủ quan, không nghĩ rằng Lạc Lạc tốc tiến nhanh đến như vậy, và anh ta đã phải trả giá bằng một mạng hạ gục. Cùng với đó là đôi bùa dành cho Phoenix của đối phương. Đây là con bùa xanh tiếp theo và nó được nhường cho Lạc Lạc thì phải. Lạc Lạc đang ăn bùa hơi chậm, đồng nghĩa với Khiên có thể sẽ giải quyết được cho mình con rồng này. Không, rồng đã bị kéo ra, hơi lượt thượt đến từ Khiên, và ngay sau đó thì Akashi cùng với những người đồng đội của mình phải lui về. Chóc nã cũng vừa được quăng không chính xác đến từ vị trí của Khiên. Sun đã có mặt ở đây, bốn thành viên bên phía IGP Gaming có mặt ở đây. Trong khi đó thì ba thành viên của ZD Esports muốn tấn công vào khu vực dưới đã đổi mục tiêu đến từ Khiên, khi mà Khiên đang có mặt ở đây. Khiên quăng được vào người của Sun, liệu có hất được ngược được Sun về không? Hất được, và Sun, ngày tàn của Sun đã đến như những gì mà tôi dự đoán. Khi mà Enzo quật ngược được Phoenix trở về, KA có thể sẽ là nạn nhân thứ hai. KA đang cố gắng lết về, anh ta lết về được bởi anh ta có tử thần cùng với mình. Và trong khi đó thì bên phía của ZD Esports chưa muốn dừng lại. Không, họ sẽ phải dừng lại bởi Lạc Lạc đang có mùa xanh, và Lạc Lạc vẫn còn đầy đủ cái máu. Trong khi đó, đó là một pha solo kill đến từ Ara. Đây là pha tốc biến kết hợp với cho mình, đó là cú long trời lở đất của Chobit, nhưng rất đáng tiếc. Thiếu tầm và cho Ara hơi vẫn ngắn. Đang ở lại đây. Lạc Lạc có bùa xanh, Ara sẽ cần phải về. Nhưng kể từ đầu ván thi đấu đến giờ, Dem là một người chơi mana rất tốt, nhưng Ara đã đè nén rất nhiều vào vị trí của Dem. Và nên nhớ Ara đang có điểm KD là 201 cùng với lượng tiền lên đến con số 4.000 tiền bằng Viena của KA. Đồng nghĩa với việc ở trong những thời điểm sau, nếu như bảo kê cho Ara bắn thì Ara sẽ bắn rất mạnh liệt. Và Sephira có thể sẽ làm được điều đó nếu như Opa chơi
đúng như phong độ của mình. Tình huống vừa rồi là tình huống mà bên phía của IGT đã ép sân, và đồng nghĩa việc là Fnatic đã mất đi chương trình cứu nẹt điện và không thể lùi về được sau khi và dính trong đá của đối phương. VSM muốn phòng thủ trụ Akashi đang đến, Opa cũng đang đến. Sẽ là 3 đánh 3 nhưng VSM yếu quá rồi và VSM sẽ phải nằm lại. Người có điểm hạ gục là KA, Opa cũng mất đi chiêu cuối. Hai thành viên còn lại của ZA Sport đang ở quá xa. Họ sẽ lấy được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới. Nhưng những mất mát mà họ phải gánh chịu sẽ là rất nhiều. Khiến sẽ muốn nhiều hơn nhưng ác hồn khiến cho đem hoàn toàn thoải mái trong việc lùi về. Trong khi đó thì cái trụ của bên phía ZA Sport đang bị bào đi quá nhanh. Một pha thi đấu thiếu người và bên phía của ZDS đang phải trả giá bằng rất nhiều. Nhưng mà hạ gục cùng với đó là những cái trụ Ara đã lùi về, còn Khiên thì không, và anh ta solo kill tay đôi thua với KA. Và đó là một bước di chuyển và đưa ra quyết định sai lầm đến từ bên phía của ZDS, bởi vì sau pha thi đấu vừa rồi ở trên toàn bộ mặt trận thì họ là những người lỗ thế hơn rất nhiều. Đó là một quyết định đánh có lẽ là sai đến từ ZDS. Nếu như họ chỉ bỏ cái trụ đó thôi thì họ sẽ không mất gì nhiều ngoài cái trụ. Nhưng họ quyết định đánh, PSN quyết định đánh, nhưng anh ta không lường được đối phương mạnh đến như vậy. Và khi không có đủ người, ZD Esports không thể chơi nổi với 4 thành viên của ICP Gaming. ICP đang vượt lên dẫn trước về mặt lượng tiền cũng như là thế nghiệp. Các bạn đều sẽ vào đi cho mình toàn bộ căn trụ đường ngoài của đối phương. Akashi gặp nguy hiểm và đã bị hạ gục bởi cái lòng trời lở đất, cùng với đó là chiêu cuối đến từ Sun. Cả lốc siêu thanh và cả long trời lở đất rõ ràng là ở trong cục trời đất long lở như vậy, lại thêm cả một cái lốc thì không thể nào sống nổi những cho biết cướp được bùa đỏ tới vị trí của Ara. Và Ara đang hơi bị gặp nhiều khó khăn ở trong tình huống này. Phòng thủ là rất khó với đối phương là cực kỳ đông, nhưng Ara vẫn phòng thủ được cái trụ này. Anh ta đang lớn nhưng thế trận lại đang xanh hơn dành cho bên phía của ICP Gaming. Vừa rồi là một tình huống mà Ara đã xử lý rất khéo với hỗn mang tiễn của mình và khiến cho đà tấn công của IGP Gaming sẽ phải chậm lại. Nhưng IGP Gaming đúng là đang có lợi thế rất nhiều. Mặc dù về lượng tiền thì họ chỉ hơn đối phương khoảng 1.500 tiền mà thôi, nhưng họ đã bóc được tới 4 cái trụ và nó mở ra thế để cho họ tiến vào phần sân của bên phía ZA Sport. Trong khi đó thì KA vẫn liên tiếp hack tiền khi anh ta di chuyển từ đường này sang đường nọ, ăn hết cho mình toàn bộ các tên lính. Và bên phía của ZA Sport thì họ chắc vẫn đuôi Ara thôi. Ara vẫn đang là niềm hy vọng số 1 của họ, bởi ở thời điểm hiện tại thì Khiên không còn cái khả năng băng vào quá mãnh liệt. Anh ta chỉ có cái cú chắc nã là nguy hiểm thôi. Còn nếu như Khiên băng vào một cách mãnh liệt thì có lẽ anh ta sẽ phải nằm lại. Có lẽ là như vậy. Cả hai đội đang rình rập nhau ở khu vực hang tà thần Seja này. Nhưng với những cái chủ lấy được của đối phương thì ICP Gaming là đội chủ động hơn rất nhiều. Và hang tà thần Seja đang diễn ra, đó là Fnatic cũng lạc lạc thay nhau chịu sát thương để ăn cho mình con tà thần Seja này. Bên phía của ZDX vẫn biết nhưng họ chưa kịp ra. PSMan có kịp hay không? PSMan không kịp. Lại một tình huống mà PSMan băng xuống giống như trận thi đấu với Team Flash, nhưng lần này thì anh ấy đã phải tốc biến băng qua tường. Và ở đây thì anh ICP Gaming đang tiến lên, còn Khiên thì đang nấp trong bụi. Khiên một tình huống hỗn mang tiến trúng tới 4 người của Ara. Ara đang cố gắng bắn nhưng tầm bắn của anh ta và sức bắn của anh ta ở thời điểm này nó là chưa thấm. Nó là chưa thấm, còn bên phía của ICP Gaming thì vẫn còn đủ 5 thành viên và lượng máu là đủ để họ có thể lấy đi cho mình ít nhất là đường giữa hoặc có thể là cả trận thi đấu này. 3-5, KA đang muốn giúp cho những người đồng đội của mình lấy trụ dễ hơn và nhanh hơn. Con dòng tiền phong nó sẽ nhổ vào cái trụ, chắc chắn là ICP Gaming sẽ không lùi lại cho đến khi mà tôi nghĩ rằng đây là tình huống đánh được, chứ nhỉ? Tên lính tiếp theo đang lên rồi. Nhưng đây là khi mà PSMan và Kiên ra rồi. Đến khi mà những tên lính chạm vào trụ là khi mà bên phía của đội tuyển ZA Sport sẽ đủ người. Thực ra là nếu như có một pha nhồng lên đến từ một người chơi thôi, hoặc Nem hoặc là KA, thì tôi nghĩ rằng có thể đánh thẳng vào cái trụ của đối phương. Fnatic vào trụ rất nhanh với con dòng tiên phong. Nếu như nó nổ vào cái trụ thì chắc chắn là IGP sẽ có cả trận thi đấu này. Họ quyết định đánh an toàn. Họ quyết định đánh an toàn, nhưng dù sao rất thì bất ngờ cũng đã vươn lên dẫn trước rất nhiều rồi. KA đang có một KDA là 303 cùng lượng tiền là 8.600 tiền. Một lượng tiền quá lớn để cho anh ta có thể tung hoành trên toàn bộ bản đồ. Quyết định lao vào hang tà thần Seja vừa rồi của PSN đã lấy đi khá nhiều của ZA Sport, để rõ ràng là sức bắn của họ chưa đủ ổn. Ara vẫn chỉ có được cho mình 3 món đồ mang tên chí mạng. Anh ta chưa có một món đồ phòng ngự nào cả, mà chưa có một món đồ chiến giáp nào cả, khiến cho anh ta có sức bắn khá yếu. Nhưng mà đối phương là cực kỳ đông cùng với nội tại của hang tà thần Seja.
và tiếp tục là F2. Lần này thì ZSport có đầy đủ người hơn, họ hơn người và họ muốn đánh quật ngược Lạc Lạc về. Lạc Lạc trúng thêm hỗn mang tiến. Bây giờ thì KA, người khỏe nhất trên bản đồ mới tới, nhưng anh ta tới thì Lạc Lạc cũng nằm rồi. Khi mà KA tới thì đã có hai điểm hạ gục mà bên phía IGV lấy đi, đó là Khiên, đó là PSMan. Và tiếp theo họ sẽ lấy luôn cả cái trụ này, bởi sức bắn của Fnatic vẫn đang là rất đáng nể. Akashi chưa lùi về vì anh ta phải cản bước đối phương. Lần này là 4-3. Bên phía của IGV Gaming sẽ muốn lấy đi cho mình 3 đường link siêu cấp, và họ đang muốn làm triệt để trận thi đấu này một cách an toàn. Lốc siêu thanh cộng thêm long trời lở đất, nó ép góc để cho bên phía của IGV Gaming lấy đi những cái trụ như KA băng thẳng vào ARA. KA hạ gục được ARA. Và bên phía của ZA Sport chỉ còn lại một Opa vô cùng thấp máu. 4 giây nữa thì Khiên mới ra, và như vậy có lẽ là không kịp để cho ZA Sport ngăn cản được IGV Gaming lấy đi ván thi đấu này. Khiên đang rất nỗ lực nhưng không kịp, và 2-1 nghiêng về HTVC IGV Gaming. HTVC IGV Gaming đã có một ván thi đấu mà họ đã có một thời điểm đầu không được quá thuận lợi, nhưng đến thời điểm sau của trận thi đấu, một pha giao tranh rồi, họ đã lấy được đi rất nhiều điều. Đó là pha giao tranh mà PSMan là người sai cùng với hai người đồng đội của mình. Cùng với đó thì khả năng đánh của họ ở thời điểm đó là không thể, bởi đối phương là 4 còn họ chỉ là 3. Cái trụ đó đã bị mất đi rất cái cú đánh mà để cho Akashi không thể dãy rủa được. Akashi không thể dãy rủa được. Đó là một tình huống mà rõ ràng là không có bất kỳ một sát thương nào bồi vào cả. Nhưng hai người đó lạnh lùng quay đi nhìn Akashi phải nằm lại ở trong một tình huống mà thậm chí Akashi còn có cả liềm, có cả phép bổ trợ từ chối tử thần nữa, nhưng cũng không ăn thua. Chúng ta quay trở lại với những diễn biến đầu tiên của phần cấm và chọn ở trong ván thi đấu thứ tư này. Khi mà ZA Sport họ sẽ lựa chọn ở bên phía đội xanh thêm một lần nữa. Họ vẫn tiếp tục cấm đi Darcy, nhưng lần này thì họ sẽ bắt buộc phải cấm đi Sephira, khi mà họ đã lựa chọn ở trong ván thi đấu trước rồi, và nó không đem lại hiệu quả tối đa dành cho Opa và những người đồng đội của mình. Giờ IGV sẽ phải cấm đi Badum được không? Đó là con bài tôi nghĩ rằng sở dĩ nhất nên cấm đi ở thời điểm hiện tại. Nên hoặc cấm là Phoenix. Hoặc là Phoenix. Phoenix. Và đó là Phoenix. Phoenix và ZA Sports họ sẽ có thể lấy Bandum, có thể lấy Ignis ở trong hai sự lựa chọn thứ hai và thứ ba. Còn sự lựa chọn đầu tiên họ hoàn toàn có thể lấy một quân bài khác, một quân bài mà đối phương chưa chọn và mạnh ở thời điểm này. IGV Gaming sẽ có lợi thế ở ván đấu thứ 5. Nhưng ở ván đấu thứ 4 thì tôi tin rằng ZA Sports sẽ là đội tuyển có lợi thế hơn về mặt cấm chọn. Về đơn giản, thứ nhất đó là về việc họ được cấm trước và chọn trước ở trong trận thi đấu này. Và thứ hai nữa là có rất nhiều con bài mạnh đã được IGV Gaming đã sử dụng ở trong những trận thi đấu vừa qua. Và Lindis là sự lựa chọn đầu tiên mà ZA Sports đưa ra dành cho Khiên. Thực tế ra thì tôi thấy Khiên đánh Lindis rất hiệu quả. Có thể là nó không phải quá hoa mỹ, nhưng Khiên đánh Lindis cực kỳ hiệu quả. Bằng chứng là những con số thì ở mùa giải năm ngoái, mùa giải đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 thì Khiên đánh Lindis cũng không thua. Ở mùa giải này anh ấy đánh Lindis hình như cũng mới chỉ được có 2 ván thôi, nhưng cũng chưa thua. Thực ra là nhưng mà Khiên lại không thường xuyên ưu tiên vào Lindis. Nếu như ở trong quá khứ ấy, cách đây tầm khoảng 2 mùa giải ấy, thì Lindis ở trong tay của Khiên ở trong đội hình của Pro AM ấy lại hơi tệ. Và đó là lý do tại sao mà đến thời điểm sau này có lẽ anh ta ít sử dụng Lindis ở trong những lần thi đấu lần sau. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì có lẽ Lindis ở trong tay Khiên đã khác hơn rất nhiều, và chúng ta sẽ cùng chờ xem ở trong chuyện thi đấu này thì sao. Bên phía bên kia HTVC ICB mình sẽ lựa chọn cho mình đó là Van Hên và Oma. Một cặp combo rất mạnh ở thời điểm đầu trận, có thể nói là cực kỳ mạnh ở thời điểm đầu trận, ở thời điểm cấp độ 2 thôi, với cả lợi và hại của Oma chẳng hạn, và với một cấp độ đến từ việc Van Hên farm lính thôi, là cặp đôi này có thể hủy diệt một cặp đôi trong nháy mắt rồi. Bởi vì tôi nói thật, đấy là một cái hiệu ứng chồng choáng quá dã man, quá dã man. Và nếu như Van Hên mà còn đỏ nữa, ra một cái phi tiêu vàng nữa thì thôi rồi Lượm ơi. Và từng đó thời gian khống chế là đủ để cho một sát thủ như Quickduck có thể vồ vào và lấy đi điểm hạ gục của một mục tiêu. Và đúng như những gì mà tôi dự đoán thì Bandung và Ignis đúng chắc là hai sự lựa chọn tiếp theo mà bên phía ZA Sport đã đưa ra. Đây là hai con bài rất mạnh mà bên phía của ZA Sport có thể từ tốn mà lựa chọn, nhưng cũng không thể từ tốn hơn được nữa, bởi nếu họ không lựa chọn thì đối phương sẽ cấm nó ở ngay trong những lượt cấm tiếp theo. King Cross đã bị cấm đi về HTVC ICP Gaming, và cuối cùng là Elsu. Lạc Lạc có lẽ cũng đã chán con bài này rồi. Lạc Lạc đánh Elsu ở trong những ngày vừa qua không được tốt, và khi mà đã có xạ thủ ở trong đội hình thì cũng không có lý do gì để HTVC ICP Gaming sẽ chọn cho mình con bài Elsu nữa. Còn
một vị tướng có khả năng bổ trợ tốt cho Kricknuck, đó là Senel, với cái sứ mệnh cứu thế có thể đáp xuống mỗi lần mà hiểm họa không trung được đáp xuống. Một cặp đôi từ trên trời rơi xuống nhưng đã bị cấm đi Senel rồi, và thêm cả thần trận bị cấm đi tới từ chiêu cuối của Illumia với sự lựa chọn cấm của ZD Sport nữa. Sun sẽ chọn Kricknuck ở trong trận đấu này. Thêm một con bài khỏe dành cho KA và đó là Veres. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem hai lựa chọn cuối cùng của ZD Sport là gì. PS Man đã bị cấm đi Kingrot. Florentino, quân bài 100% tỷ lệ thắng của PS Man cũng không được thả ra. Vậy thì bây giờ PS Man anh ta sẽ còn Ryoma. Còn cho mình đó là Malok. Nhưng mà có thể là Malok ở trong một ván đấu như thế này thì nó cũng không phải là phù hợp lắm, khi mà chúng ta, mặc dù Malok ở chiến trường 3.0 là một Malok được búp sức mạnh, nhưng nó lại đang khá mất tích ở trên chiến trường đấu trường danh vọng của chúng ta. Malok đang không có mặt ở trong những trận thi đấu bo năm quá nhiều, thậm chí là ở cả khu vực đường giữa nữa, khi mà cái phép phù hiệu đã khiến cho những cái vị tướng tưởng chừng như yếu ở thời điểm đầu đã bị đã khỏe hơn rất nhiều, thì một vị tướng mạnh ở thời điểm đầu như Malok lại bị mất tích. Và chúng ta sẽ cùng đến với hai sự lựa chọn cuối cùng của ZD Esports, và đó là Ara với con bài Joker, Joker. Rất xin lỗi các bạn. Và cuối cùng là Tara dành cho PSVN. Lạc Lạc sẽ chọn cho Kali. Mình Kahi trong trận thiếu này. Như vậy là cả hai bên thì đã hoàn thiện đội hình của mình rồi. Joker đã lâu rồi thì chúng ta mới lại thấy sự xuất hiện của vị tướng này, và nó nằm trong tay của Ara. Ara là một người có khả năng chơi Joker tốt, và tầm hoạt động của Joker có lẽ nó sẽ giúp cho Ara an toàn hơn khi phải đối đầu cùng với Van Heen và Oma. Dạo gần đây thì tôi thấy rất nhiều người khen về việc Quang Hải đánh tự tin, nhưng thực sự là tôi đang để ý đến hai cái nhân tố khác hơn ở khu vực đường rừng. Đó là Sun của ICP Gaming và Núp Đồ. Và Núp Đồ, không, tôi đang không muốn nói đến Núp Đồ, và đó là mùng 5 tháng 7. Núp Đồ thì tôi cũng có nói nhiều đến việc là anh ta cũng thi đấu tốt, nhưng mà nó chỉ dừng ở mức đó là kiểu gánh ở cái team mà hiện tại đang rất là rệu rã, nên tôi chưa có một đánh giá cụ thể. Nhưng hiện tại mùng 5 tháng 7 và Sun đang đánh khá tốt ở khu vực đường rừng. Hai người chơi này thường xuyên có được cho mình những cái thế đánh cùng với những người đồng đội của mình rất là ổn. Tức là họ luyện tập với nhau rất nhiều, chứ không còn là một người chơi đi rừng thuần túy tỏa sáng nữa, mà họ vừa tỏa sáng họ vừa có thể kết hợp rất tốt với những thành viên còn lại của toàn đội đội tuyển. Mùng 5 tháng 7 là một người chơi mà từ mùa giải năm ngoái chúng ta cũng đã nhìn thấy tiềm năng của người đi rừng ở trong đội hình của Pháp TV rồi. Tuy nhiên thì về mặt thông số thì ở thời điểm này những người chơi có được nhiều điểm hạ gục nhất sau 5 vòng đấu tại đấu trường danh vọng mùa đông 2019 là 5 người chơi đi rừng. Đứng đầu tiên là IDC, thứ hai là Noodle, thứ ba là Khiên với 79 điểm hạ gục, thứ tư là Quang Hải với 77 điểm hạ gục, và thứ năm chính là Sun với 75 điểm hạ gục, 76 điểm hạ gục đã thật có được sau 5 vòng đấu. Cái cách đánh của những người chơi đi rừng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thế trận của trận đấu. Với một người chơi đi rừng có khả năng gánh team, đó sẽ là Noodle và Quang Hải chẳng hạn, thì họ sẽ đánh rất khỏe ở một vài trận đấu. Nhưng ở những trận đấu cần cái sự kiểm soát của người chơi đi rừng, tôi đang cảm thấy họ đánh tốt, đó là Sun và đó là mùng 5 tháng 7. Tức là cái cách kiểm soát trận đấu của họ nó rất ổn, khi mà họ luôn luôn di chuyển cùng với những người đồng đội của mình. Điều đó đồng nghĩa việc họ có thể không được nhận nhiều mạng hạ gục khi họ không thể đến sau và vét đi cho mình những cái mạng. Những cái khả năng tạo ảnh hưởng của họ thì lại hoàn toàn khác. Đây là Ara, và Ara đang có cho mình cú bắn nội tại, và anh ta quyết định sẽ khiến cho Lạc Lạc mất đi một con lính. Đó luôn là cách chơi cực kỳ chủ động của Ara. Còn PSVN và KA, bộ đôi của chúng ta trong ngày hôm nay lại tiếp tục quẩy với nhau từ đường trên này. KA là người có lợi thế hơn so với PSVN. Và PSVN cũng vừa mất một con lính trong tình huống vừa rồi bởi KA không cho anh ta tiếp cận với con lính đó. KA thì PSVN cầm cho mình phép bổ trợ chứng trị, và có lẽ con lính đầu tiên nó dành cho PSVN thì phải. Cho biết không có cả lợi và hại, nhưng anh ta vẫn đang có khả năng rất khó chịu. Và Ara bị làm choáng. Ara là điểm chiến công đầu. Lạc Lạc là người có điểm hạ gục. Oppa cũng đang gặp nguy hiểm. Và liên tục là những tình huống khống chế được dồn vào đến từ cả Chobit và cả KA nữa. Và đó là một Chobit rất khó chịu với Oma, một con bài cực khỏe giai đoạn đầu trận, và cả KA với con bài Veret nữa. Họ sẽ cướp đi con quái con của Khiên, và họ sẽ thành công trong nỗ lực đó, chỉ trừ khi PSVN đến kịp với cái trừng phạt của mình, nhưng không có một sự can thiệp kịp thời nào của PSVN cả. Ara là mạng chiến công đầu của trận thi đấu này của bên phía ICP Gaming,
và Ara sau quãng thời gian thi đấu tự tin, anh ta đã mất đi cả tốc biến cùng với mạng hạ gục đầu tiên. Còn Chobit ở đây thì anh ta không nghĩ rằng là ZA Sport có tới 3 người, nhưng Chobit về được với cái tốc biến. Nhưng Khiên không nghĩ là điều đó có thể làm được và Khiên A gục Chobit. Ở đây là Akashi tới và sẽ là giao tranh 3-3. Oppa đang đi đầu, tương tự là KA. BSman có thể đang xuống, BSman xuống và KA. KA bị BSman hạ gục và IG Gaming là những người mất nhiều hơn trong pha giao tranh vừa rồi. Nhưng họ sẽ có được cho mình khoảng một nửa cái máu trụ đường dưới, cùng với đó là khả năng đẩy trụ và farm lính rất tốt đến từ đêm. Oppa đang đến, Sun có thể bị hất ngược lại không? Sun không bị hất ngược lại trong tình huống vừa rồi bởi cú choáng rất kịp thời đến từ đêm. Và ở đường trên thì PSman đã giải quyết xong con rơi quỷ. Xét về mặt lợi thế thì hiện tại chưa có đội tuyển nào có lợi thế một cách hoàn toàn cả. Và xét về mặt thế trận thì vẫn đang là cân kể với cả về mặt lợi thế không. IG Gaming sẽ vượt lên dẫn trước nếu họ có con rồng này. Họ sẽ có được con rồng này, không có thành viên nào của PSman đang ở gần đây cả. Đem tiếp tục được thả ra trong tình huống mà đội tuyển của anh ta chấp nhận là giao tranh thiếu người và họ bị thua thiệt về điểm hạ gục. Và nhưng trong khi đó PSman đang gặp nguy hiểm. PSman sẽ lùi về được với anh ta đã kích hoạt thân thể thép, đã đổi đường ngược lại đến từ hai người chơi của ZD Sport, đó là Akashi và đó là Ara. Ara ở khu đường giữa có vẻ như cũng không quá thuận lợi khi cho Bit đang đánh rất mạnh mẽ vào anh ta. Khi anh ta xuống đường dưới thì đối phương cũng đang chuẩn bị cho một cuộc chăm sóc của anh ta. Ara đang gặp nguy hiểm và Dem cũng đang rất muốn vào đi cho mình cái trụ này. Liên tục là làm choáng Ara, cố gắng tốc biến ra, địa giam được băng ra, cho biết sẽ hạ gục Ara trong pha này. Chẳng không phải là như vậy, cái trụ thì không thể nào chạy được giống như Ara. Nhưng tại sao mà cho biết lại quyết định lùi về cái thứ đó? Tôi nghĩ rằng có thể hạ gục được, nhưng cho biết đã không lựa chọn như vậy. Anh ta quyết định lùi về ngay sau khi thấy Ba Doom. Có lẽ anh ta sợ vào tình huống bốc đầu của Ba Doom và khiến cho anh ta lùi sâu ở bên phần trụ. Nhưng có lẽ cũng không phải. Anh ta nghĩ rằng Ba Doom sau khi bốc đầu thì đàn nào mình cũng sẽ bị lùi về và anh ta lùi về trước còn hơn hay sao? Đây là Sun, Sun đang đập cánh, Sun muốn bắt vào Akashi nhưng đã bị cảnh giới bởi Oppa. Oppa có một tình huống đứng trên, đứng cảnh giới tốt và không cho Sun tấn công vào người chơi đứng giữa của mình, đó là Akashi. Akashi đang cố giữ lính để cho nó không tấn công và lấy đi những giọt máu của cái trụ đầu tiên của đứng giữa. Trong khi đó PSman vừa rồi đã phải kích hoạt thân thể thép rồi. Và khi mà cho Bit lên đây, khi mà Lạc Lạc lên đây thì PSman đang cần kêu gọi những người đồng đội của mình lên để Khiên cần xuống dưới chứ nhở? Khiên cần xuống dưới chứ nhở? Tại sao Khiên lại lên trên trong tình huống này? Đồng nghĩa là cái trụ đường dưới sẽ được lấy bởi bên phía của IGP Gaming. Họ sẽ lấy được cái trụ đường dưới một cách rất dễ dàng với sự di chuyển đến từ Khiên. Trong khi đó Lạc Lạc cũng không thể chạy nổi trong tình huống này. Lạc Lạc không thể chạy nổi mặc dù cái địa giam của Oppa cũng chỉ khiến cho IGP Gaming quay trở nên khó hơn mà thôi. Họ nhưng bị giam lại. Tôi nghĩ rằng hai cái trụ là cần thiết hơn so với việc giữ cái mạng của Lạc Lạc. Và đây là cho biết có thể sẽ là cái mạng thứ ba chẳng không? Chưa có thêm một cái mạng nào dành cho ZA Sport mà bên phía của ICP mới đang là những người phản công. Đem tốc biến lên bắn rất gắt và đó là quyết định chính xác khi mà ICP Gaming sẽ có liên tục hai mạng hạ gục. Một pha giao tranh mà ZA Sport là người mang nhiều người hơn lên. Nhưng đến khi mà họ hụt hơi thì bên phía của ICP Gaming không chỉ giải quyết được cái trụ ở khu vực đứng dưới mà hai thành viên này rất nhanh chóng di chuyển lên khu vực đứng dưới. Phá rất là dành và không có cửa dành cho bên phía của ZD Sport trong tình huống vừa rồi. Đây là Khiên và Khiên một lần nữa sẽ phải bỏ lại cái mạng của mình. Sun chống chịu vừa đủ và anh ta vẫn lùi về thành công. Chia đám tốt lên từ các viên bên phía của ICP Gaming và họ lại một lần nữa vượt lên so với ZD Sport ở trong ván thi đấu này. Và họ đang dẫn trước đối phương khoảng 1.000 tiền. IGP Gaming đang có cơ hội để vượt qua được ZD Esports sau trận thi đấu này. Và nếu đó là kết quả 3-1 thì thực sự là bên phía của IGP Gaming đang khẳng định được rất nhiều điều. Vietman bị bắt lại, Vietman có thân thể thép và anh ta chạy thoát thành công trong tình huống này. Con bùa đỏ là mục tiêu và IGP Gaming sẽ tranh chấp trong tình huống sắp tới. Khiên đang ở đây và Akashi cũng đang ở đây. Nhưng con bùa đỏ này cần phải giải quyết nhanh chóng trước khi nó bất bình tĩnh. Nó đã được giải quyết xong rồi và có lẽ nó nằm dưới chân của Khiên. Khiên quay trở lại đường dưới để hỗ trợ cho PSman tấn công vào vị trí đang của đến. Đang có cái bụi, Sun cũng đang đến và Khiên cần phải giữ một vị trí tốt. PSman sẽ là người nằm lại trong pha này. Chắc chắn là như vậy. Khiên cố gắng bắn nhưng mỗi người của IGP Gaming là KA cùng với Sun chỉ mất đi một nửa cây máu mà thôi. Trong khi đó thì Oppa đang có mặt trong bụi này. Nhưng cho biết có mặt ở đây nhưng anh ta không tấn công vào Ara mà lại quay ra tấn công vào Oppa. Anh ta lùi về bởi anh ta không nghĩ rằng anh ta có thể hạ gục được Ara trong bối cảnh mà đồng đội của mình đã gặp nguy hiểm. Và anh ta lùi về trong tình huống vừa rồi tôi nghĩ rằng cũng là hoàn toàn chính xác. Trong khi đó thì Khiên đang không có năng lượng và không có bùa xanh. Anh ta sẽ tiếp tục không có năng lượng bởi Sun đã lấy đi con bùa xanh của anh ta.
rất cơ động. Đó là những gì mà IG Gaming đang có được trong ván thi đấu này. Họ biết cách đẩy tốc độ của ván đấu lên rất tốt khi mà họ có lợi thế. Và những bước di chuyển của họ cũng đang là hợp lý hơn so với ZA Sport ở trong ván thi đấu thứ tư này đến thời điểm này. Trận đấu này thì ZA Sport có được một đội hình khá ổn nếu xét về khả năng thuật tay cũng như là những con bài mạnh. Nhưng nếu như xét về khả năng đánh thì bên phía của IG Gaming đang đánh tốt hơn với những pha dính dập của mình. Kiên vẫn đang có những cái bụi nhưng bắn không quá thấm vào người của Chobit. Trong khi đó thì Ara đang bị KA dính theo. Ara đã giữ ra được một khoảng cách rất xa, quay trở lại đùa sốc. Ở đây thì Opa cùng Akashi tới địa giam thả ra, nó không giam lại được ai cả. Và ý đồ phản công của ZA Sport sẽ như thế nào đây? Hỏa trận cũng không có quá nhiều sát thương. Trong khi đó Opa thì đã mất đi tử thần rồi. Và tử thần lại một lần nữa gọi tên khiến cho Opa không còn ở trên bản đồ nữa. Beastman cùng Akashi. Beastman không còn nữa. Akashi đang cố gắng để phòng ngự. Còn một con xe đó là double kill dành cho KA. Cái trụ đường giữa sẽ được giải quyết bởi bên phía của IGT Gaming. Họ sẽ có được cái trụ này một cách tương đối dễ dàng sau một pha giao tranh thắng lợi. Điểm với bảng hạ gục đang là 8 dành cho IGT Gaming và 3 dành cho ZA Sport. Ở trong trận thi đấu này thì ZA Esports đang có cho mình một cái thế đánh rất tù sau cái mạng hạ gục 9 công đầu của Ara. Thì dần dần họ mất thêm 7 mạng hạ gục nữa và đến thời điểm hiện tại thì họ chỉ còn một cái trụ ở khu vực đường ngoài nữa thôi. IGT Gaming đang làm được rất nhiều điều và có vẻ như họ sẽ muốn kết thúc đi trận thi đấu này sớm bằng việc snowball trận đấu. Rõ ràng là IGT Gaming rất tỉnh táo kể cả trong kế hoạch tấn công bùa xanh của họ, nhưng ZA Esports cũng đã có một tình huống rình rập tốt và họ giữ lại được con bùa xanh. Lần này thì Kiên sẽ có năng lượng để chơi. Nhưng có lẽ Kiên cũng không nghĩ rằng ngay sau khi đối phương không kết được bùa xanh thì đối phương ăn tà thần xê ra. PSMan muốn ra đây nhưng có lẽ anh đang không ra kịp và sẽ có tà thần xê ra dành cho bên phía của IGT Gaming. Thậm chí là PSMan còn đang bị níu chân lại bởi cho biết và bởi đèn. Bộ đôi có được khả năng dồn hiệu ứng khống chế là rất tuyệt vời. Kiên đang đi lang thang ở khu vực đường dưới để đẩy lính lên và để cho sức ép vào bên phía mình có thể tạo ra sau khi có được con tà thần xe ra, nó sẽ là nhỏ đi. KA say máu và KA đang bị bắt lại bởi cả năm thành viên của ZA Sports và đó là Shutdown. Akashi là người có được điểm hạ gục. Khi mà con rồng tiên phong mới được thả ra thì mạng vừa rồi của KA là tai hại. KA thực sự là đánh hay trong ngày thi đấu hôm nay, những pha thi đấu vừa rồi thì thực sự là tai hại bởi rõ ràng họ đã có thể kết thúc trận thi đấu rất sớm với cái khả năng của mình. Beastman đang hơi liều. Beastman đang hơi liều. Anh ta thực sự liều khi anh ta không có được cho mình cái khả năng chống trụ đủ ổn ở thời điểm hiện tại bởi sắt đang có một lượng sát thương quá dồi dào. Chobit đang mọc đầu, Kiên phải cắm đầu chạy và anh ta sẽ chạy thành công bởi Kiên đang cũng không có ý định quay trở lại. Một tên lính rất lớn cộng thêm dòng tiên phong đang có mặt ở khu vực đường trên nơi có người hỗ trợ Ara trụ mà thôi. Cần có người hỗ trợ Ara và đúng là đã có người hỗ trợ Ara và con dòng này đang được giải quyết đi một cách nhanh chóng bởi ba thành viên của ZA Esports. Rất đáng tiếc bởi nếu như đó là một pha thi đấu bình tĩnh hơn đến từ KA thì có thể cái trụ đường trong này đã bị giải quyết. Và cũng rất đáng tiếc dành cho ZA Esports nếu như Beastman không quá ham vào mạng hạ gục của Sun. Có lẽ là trụ của bên phía ZA Esports không mất nhiều máu ở cục trường trăng như vậy. Beastman bật lên thân thể thép, cho biết là người thấp máu. Khuyên đang cố gắng bắn nhưng ở đây IGT Gaming có đầy đủ cả 5 người. Một chiêu thức được đặt ra để ép góc rất tuyệt vời đến từ Lạc Lạc và họ đã có đầy đủ 6 binh ngoài. Và họ cũng sẽ tiếp tục giãn cách mặt lợi thế và bằng lượng tiền. Ở thời điểm hiện tại con số mới chỉ là khoảng 3.500 tiền. Về đồ thì có vẻ như Kidnack đang là người xanh sao nhất ở trên bản đồ và đó là lý do tại sao PSMan sai. Ở trong tình huống anh ta cố gắng câu kéo, anh ta cố gắng bật lên thân thể thép để chống lại sức sát thương đến từ một Kidnack đang rất mạnh. Kidnack đang có 7.200 tiền. Bên phía bên kia thì Khiên là người farm nhiều nhất và có được 6.400 tiền. Đây là Chobit, Chobit đã check map, Chobit biết được đối phương ở đâu. Như đây là pha phản công đến từ ZA. Beastman và Opa bắt được Lạc Lạc thấp máu nhưng Lạc Lạc đang cố gắng quay trở về. Còn Khiên nằm lại rồi, bên phía của ZA Sport sát thương chủ lực của họ còn lại là Ara. Ara đang cố gắng về, Beastman cuối cùng cũng đã hạ gục được Lạc Lạc. Nhưng anh ta đang ở rất xa nhà và sẽ phải biến về. Và trận thi đấu này có thể sẽ bị kết thúc trong ít phút tới bởi đây là 5, 0, 4 đánh 3. Và đây là pha ép vào đến từ Sun. Sun đã khiến cho bên phía của ZA Sport không thể phòng ngự cái trụ này. Ara giải quyết xong tân lính đường dưới nhưng đồng nghĩa việc tân lính đường giữa nó sẽ tràn vào nhà chính của bên phía ZA Sport và có lẽ họ sẽ mất đi cả đường lính siêu cấp này. Sun cũng đã mất đi rất nhiều máu sau khi dính hai hit đến từ trụ. PSMan cuối cùng đã quay trở về nhà rồi. Đó là một tình huống mà ZA Sport chủ động bỏ đi hai đường. Họ giữ lại ván thi đấu này nhiều hơn là việc họ giữ lại những cái trụ
Tình huống trước đó là một tình huống mà Sun vồ vào với Quick Duck và ngay lập tức khiên bốc hơi. Với việc mất đi khiên thì bên phía của ZA Sport bị mất đi một lượng nguồn sát thương quá lớn, để Ara đơn giản chỉ là một con gờ, không phải là một con bài nào có thể gây sát thương một cách dài dẳng quá nhiều. Ara chỉ có một khả năng gây sát thương mạnh ở cái lúc mà anh ta bật lên chiêu cuối mà thôi. Yesman muốn câu kéo đem về những người đồng đội của mình, nhưng anh ta không biết rằng là những người đồng đội của đem đến quá đông, và đây sẽ là sự hủy diệt của IG Gaming dành cho ZA Sport, khi mà chắc chắn là một tình huống quét sạch. Và trận đấu này sẽ khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về nhà đương kim vô địch của đấu trường danh vọng Serie B. Cú vô vừa rồi có lẽ phải lên đến một tấn sát thương dành cho vị trí của Sun, một cú vô của Kriknak, và nó khiến cho trận thi đấu này chấm hết với ZA Esports. Và tỷ số là 3-1 trong trận đấu ngày hôm nay, và ZA Esports